MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến thần bất tử tập 145. Nhìn xem trước mặt hủy hoại chỉ trong chốc lát Ám Hoa Đại Lục, Diệp Trần trong lòng, kỳ thực cũng là có chút thổn thức. Nhớ ngày đó, hắn còn tưởng rằng, chính mình sớm muộn phải đến Ám Hoa Đại Lục phấn đấu một phen. Cùng Ám Hoa Đại Lục những cường giả kia, nhất là ám thần tộc cường giả, lẫn nhau chém giết. Nhưng mà kết quả, Ám Hoa Đại Lục cái này vô số cường giả, Diệp Trần thậm chí chưa kịp tiếp xúc, đối phương liền nhau nhau vẫn lạc. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, loại tình huống này mới bình thường. Có ám thần tồn tại Ám Hoa Đại Lục, giống như là một cái bàn cờ, Ám Hoa Đại Lục vô số cường giả, bất quá là cái này trên bàn cờ rất nhiều quân cờ mà thôi, mà điều khiển những quân cờ này nhân. Chính là ám thần. Diệp Trần lần này trực tiếp đem ám thần đánh bại, những quân cờ này, đương nhiên cũng chỉ có diệt vong cái này một cái hạ tràng. Diệp Trần đứng lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm Ám Hoa Đại Lục nhìn phút chốc, chợt không chần chờ nữa, trên thân từng đạo thế giới chi lực phun ra ngoài, giống như từng cái trường hồng, hoành quán hư không, đem toàn bộ Ám Hoa Đại Lục bao bọc ở bên trong. Lấy Diệp Trần hôm nay năng lực, muốn phong ấn toàn bộ Ám Hoa Đại Lục, cũng không tính việc khó gì. Mượn nhờ thật linh thế giới chi lực, Diệp Trần có thể dễ dàng đem Ám Hoa Đại Lục hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới, những thế giới này chi lực, sẽ ở Ám Hoa Đại Lục bốn phía, tạo thành một tầng cách ngăn, giống như vỏ trứng gà đồng dạng. Hao phí gần nửa ngày thời gian, toàn bộ Ám Hoa Đại Lục, hoàn toàn bị Diệp Trần phong ấn. Sau này, chỉ sợ cũng chỉ có những thần kia đạo cường giả, mới có năng lực xuyên qua tầng này phong ấn, tiến vào Ám Hoa Đại Lục. Đối với thần đạo cường giả mà nói, Ám Hoa Đại Lục hôm nay hoàn cảnh mặc dù hiểm ác, thế nhưng là ngược lại có thể coi như là ma luyện tự thân tu hành nơi chốn. Ám Hoa Đại Lục nội bộ tựa hồ có chút cổ quái. Làm xong những thứ này, Diệp Trần đang muốn rời đi, lại đột nhiên cảm thấy, ở trong tối Hoa Đại Lục vị trí hạch tâm, mơ hồ truyền đến một cỗ ba động. Cũng may mắn Diệp Trần bây giờ trên thân đã ngưng tụ ước chừng 9 loại bản nguyên chi lực, bằng không mà nói, như thế nhỏ bé ba động, cơ hồ không có người có thể cảm ứng được. Cau mày, Diệp Trần thân ảnh, chợt tại chỗ biến mất. Một mảnh sôi trào huyết thủy phía trên, Diệp Trần xuất hiện ở đây. Xem như trước đây cửu thần núi chỗ, địa phương này, chính là toàn bộ Ám Hoa Đại Lục, hoàn cảnh ác liệt nhất chỗ. Nơi này huyết thủy, cơ hồ tạo thành một cái hồ nước, hơn nữa những thứ này huyết thủy, tính ăn mòn cực mạnh, bất luận cái gì tới gần nơi này sinh linh, đều sẽ bị những thứ này huyết thủy cho tiêu tan sạch. Làm cho người ngạc nhiên là, tại những này trong vũng máu ương, vô số huyết thủy ngưng kết, vậy mà mơ hồ tạo thành một cái hình người. Diệp Trần xuất hiện sau đó, ánh mắt lập tức theo dõi một vệt hình người này. Lại có người muốn mượn những thứ này huyết thủy, một lần nữa ngưng luyện vạn kiếp thần thể, phát hiện này, nhưng Diệp Trần thần sắc, trở nên 10 phần băng lãnh. Nói đùa, ám thần chưa thành hình vạn kiếp thần thể tự bạo một lần, liền hủy diệt toàn bộ Ám Hoa Đại Lục. Nếu là thật sự linh thế giới lại xuất hiện một lần tương tự nguy cơ, cái kia thật linh thế giới chỉ sợ cũng muốn thật sự vạn kiếp bất phục. Rốt cuộc là ai? Thần sắc lạnh như băng Diệp Trần, ánh mắt giống như lợi kiếm, trực tiếp đem trước mặt huyết thủy xé mở. Hoa Lạp. Ở vào huyết thủy phía dưới đảo hình người kia, người phần chú ý cẩn thận, phát hiện bên cạnh có chỗ dị thường sau đó, vậy mà không chút do dự, ngay lập tức đem ngưng tụ ra huyết thủy thân thể, trực tiếp tản mất, mà bản thân hắn, cũng hoàn toàn biến mất vô tung. Một màn này mặc dù phát sinh cực nhanh, thế nhưng là đủ để cho Diệp Trần đem tình huống phía dưới, cảm giác rõ ràng. Diệp Trần thần sắc, cũng ở đây một khắc trở nên tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì hắn tinh tường cảm ứng được, phía dưới cái kia nếm thử một lần nữa ngưng kết vạn kiếp thần thể, vẻn vẹn chỉ là một đạo linh hồn chi lực mà thôi, nhưng mà đạo này linh hồn chi lực, vậy mà mang theo ám thần đặc hữu khí tức. Ám thần, vậy mà vẫn không có hoàn toàn chết đi. Loại tình huống này, đương nhiên nhường Diệp Trần nhìn không được trong lòng giận mình. Tất nhiên không chết, vậy cũng đừng nghĩ trốn. Diệp Trần trong miệng hừ lạnh một tiếng, cả người trong nháy mắt này, giống như cùng thật linh thế giới hợp làm một thể. Thật linh thế giới tất cả địa phương dị động, tất cả đều bị Diệp Trần tinh tường cảm giác được. Đây chính là thần linh cường đại, chỉ cần ở vào thật linh thế trong giới hạn, Diệp Trần cơ hồ đã nắm giữ bất bại ưu thế. Mà ám thần, tại đánh mất ám chi bản nguyên sau đó, bản thể thậm chí đã bắt đầu gặp thật linh thế giới bài xích, cứ kéo dài tình huống như thế, Diệp Trần hoàn toàn chắc chắn,
đem ám thần triệt để tìm được, tiếp đó diệt sát. Vẹn vẹn cảm ứng phút chốc, Diệp Trần đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một chỗ phương hướng. Tìm được, thân ảnh nhoáng một cái, Diệp Trần xuất hiện ở thật linh thế giới không trung vị trí. Đứng lơ lửng trên không, Diệp Trần có thể tinh tường cảm ứng được, vừa rồi từ một mảnh kia trong vũng máu thoát đi ám thần ý thức, bây giờ đang bằng tốc độ kinh người, rời xa thật linh thế giới. Ám thần lưu lại, vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, thế nhưng là tại tinh không mịn mùng phía dưới, đạo này tàn hồn, lại giống như một đạo lưu tinh, hướng về nơi xa bay đi. Một màn này, đơn giản cùng Diệp Trần phía trước vừa mới thấy qua, Tô Nhu Anh bọn người mượn nhờ thế giới thuyền bay đi tràng cảnh giống. Diệp Trần vốn có thể trực tiếp đem ám thần đạo này tàn hồn lưu lại, nhưng nhìn đến một màn này, hắn nhưng lại không động tay, mà là tùy ý ám thần tàn hồn, bay khỏi thật linh thế giới trong phạm vi, sau đó tiến vào giữa hư không. Ám thần thực lực liền xem như cường thịnh trở lại, dựa vào một đạo tàn hồn, là tuyệt đối không có cách nào từ nơi này hư không mịt mờ trong lôi kiếp sống sót. Diệp Trần vừa rồi sở dĩ không có trực tiếp động thủ chặn lại ám thần, là bởi vì, hắn tại ám thần biết tàn hồn trên thân, vậy mà cảm giác được một loại mãnh liệt triệu hoán. Hơn nữa loại triệu hoán này, là từ thật linh thế giới ra chỗ truyền đến. Ám thần tàn hồn, chính là lần theo cỗ này triệu hoán, mới rời khỏi liễu chân linh thế giới. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì, ám thần đạo này tàn hồn, đã biết được hắn lưu lại thật linh thế giới cũng không khả năng lại có cái gì xem như, cho nên mới sẽ lựa chọn trực tiếp rời đi. Không đúng, mắt thấy ám thần tàn hồn rời đi thật linh thế giới, Diệp Trần đột nhiên toàn thân run lên, trong đầu toát ra một cái kinh người ý niệm. Ám thần cũng là thần linh, hơn nữa trong cơ thể hắn ám chi bản nguyên, đã bị Diệp Trần cướp đi. Thế nhưng là vì cái gì, ám thần đến nay lại vẫn có thể còn sống xuống. Hơn nữa, Diệp Trần phía trước cùng ám thần tại ý thức chỗ sâu, tranh đấu thời gian một năm, Diệp Trần rất xác định, hắn đã hoàn toàn đem đạo kia ám thần tàn hồn tiêu diệt, nhưng là bây giờ, nhưng lại toát ra một đạo ám thần tàn hồn. Điều này nói rõ, ám thần không những đã có biện pháp giải khai thần linh chi thân gông cùng xiềng xích, hơn nữa, thần hồn của hắn, vô cùng có khả năng đã phân chia thành mấy cái nhiều. Nhưng võ giả thần hồn phân liệt, loại chuyện này, e rằng võ giả tầm thường liên tưởng cũng không dám nghĩ. Nhưng mà Diệp Trần bây giờ đã đạt đến linh hồn thành thần cảnh giới, lại thêm bây giờ thân là thần linh, có thể tiếp xúc đến rất nhiều võ giả không cách nào tiếp xúc được cảnh giới, cho nên đối với thần hồn phân liệt loại chuyện này, cũng không cảm thấy lạ lẫm. Vẹn vẹn chỉ là thần hồn chia ra lời nói, Diệp Trần cũng có thể làm đến. Nhưng mà loại này chia ra kết quả, sẽ dẫn đến Diệp Trần linh hồn cảnh giới hạ xuống, hơn nữa chia ra đi linh hồn, cũng sẽ trở thành vô căn chi nguyên, tồn tại sau một khoảng thời gian, sẽ tự chôn vùi. Cho nên nói, loại này cưỡng ép nhường linh hồn chia ra cách làm, đối với võ giả chỉ có chỗ xấu, cũng không mảy may chỗ tốt. Võ giả bình thường, e rằng cũng sẽ không lựa chọn nhường linh hồn phân liệt. Nếu là đổi thành lúc khác, Diệp Trần đoán chừng căn bản sẽ không đem linh hồn chia ra sự tình coi ra gì. Thế nhưng là bây giờ có ám thần một cái như vậy ví dụ sống sờ sờ đặt tại trước mắt, Diệp Trần trong đầu một cách tự nhiên liền đem thoát khỏi thần linh chi thân sự tình, cùng linh hồn chia ra sự tình đặt ở cùng một chỗ. Thần Tuyền Hải Vực, thánh tộc bên trong di tích. Diệp Trần ngồi ngay ngắn ở một gian bên trong mật thất, trước mặt lơ lửng một khỏa phanh phanh khiêu động thánh linh chi tâm. Từ ám hoa đại lục trở về, Diệp Trần cùng Diệp Cuồng bọn người gặp mặt một lần, tiếp đó lập tức liền bắt đầu tiến vào thánh tộc bên trong di tích bế quan. Hắn từ ám thần trên thân nhận được linh cảm, biết được thoát khỏi thần linh chi người biện pháp, vô cùng có khả năng chính là để cho mình linh hồn phân liệt. Có cái này linh cảm sau đó, Diệp Trần trở về phía sau hơn phân nửa tinh lực, tất cả đều đặt ở nghiên cứu linh hồn phân liệt phương diện này bên trên. Nhưng mà nghiên cứu kết quả, lại làm cho Diệp Trần 10 phần thất vọng. Chính như phía trước nói tới, linh hồn phân liệt đối với võ giả mà nói, căn bản chính là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Cho nên rơi vào đường cùng, Diệp Trần chỉ có thể đem tinh lực phân ra một nửa, dùng để nghiên cứu viên này thánh linh chi tâm. Không thể không nói, thánh linh chi tâm được xưng là thánh tộc chí bảo, hoàn toàn chính xác thần diệu vô song, Diệp Trần mỗi lần tới gần thánh linh chi tâm, đều có thể cảm thấy trong cơ thể mình 12 mai bên trên cổ đồ đằng, dục dịch. Nhất là cái này tối hậu nhất mai bên trên cổ đồ đằng, càng là phản ứng mãnh liệt, tựa hồ lập tức phải bị kích hoạt. Đối với cái này tối hậu nhất mai thần linh đồ đằng bị kích hoạt sau đó, sẽ sinh ra cỡ nào biến hóa, Diệp Trần cũng là 10 phần chờ mong. Vì sớm hơn một bước đem cái này tối hậu nhất mai đồ đằng kích hoạt,
Diệp Trần gần nhất mấy ngày nay, cơ hồ cùng viên này thánh linh chi tâm, một tấc cũng không rời. Ông một tiếng, Diệp Trần bắt đầu bế quan ngày thứ 9, vẫn như cũ ngồi xếp bằng Diệp Trần, đột nhiên cảm thấy, trong cơ thể mình 12 mai bên trên cổ đồ đằng, vậy mà bắt đầu sinh ra cộng minh, phát ra từng đợt thanh âm ông ông. Kể từ nhận được những thứ này bên trên cổ đồ đằng, Diệp Trần còn là lần đầu tiên cảm thấy những thứ này đồ đằng sẽ có kịch liệt như thế phản ứng. Mà viên kia lơ lửng tại Diệp Trần trước mặt thánh linh chi tâm, bây giờ cũng đột nhiên bắt đầu phóng xuất ra tia sáng, không ngừng tới gần Diệp Trần, tựa hồ muốn dung nhập Diệp Trần thể nội, cùng cái kia 12 mai bên trên cổ đồ đằng, triệt để dung hợp. Cảm thụ được đã biết chút thánh tộc chi vật phát sinh biến hóa, Diệp Trần trên mặt, nhưng lại không có nửa phần vui mừng. Bởi vì ở nơi này cả hai không ngừng đến gần quá trình bên trong, Diệp Trần trong lòng, nhưng thủy chung có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Lấy Diệp Trần cảnh giới bây giờ, hắn cảm thấy nguy hiểm, cái kia 89 phần 10, cái này thánh linh chi tâm cùng 12 mai đồ đằng dung hợp, sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm cực lớn. Hẳn là những thứ này thánh tộc chi vật bài xích ta thần linh chi thân, bất kể là thánh linh chi tâm, vẫn là cái này 12 mai bên trên cổ đồ đằng, cũng là thánh tộc chí bảo, cơ hồ nắm giữ ý thức tự mình, chắc chắn sẽ không lựa chọn một cái nho nhỏ thần linh khi chúng nó chủ nhân. Diệp Trần cau mày, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Thần linh chi thân, đối với võ giả tầm thường mà nói, đã là chí cao tồn tại. Nhưng mà đối với giữa thiên địa những cái kia thiên tài chân chính nhân vật mà nói, trở thành thần linh, nhất định chính là một loại sa đọa. Bây giờ liền cái này thánh linh chi tâm cùng 12 mai bên trên cổ đồ đằng, đối với Diệp Trần cũng bắt đầu sinh ra cảm giác bài xích, loại cảm giác này, nhường Diệp Trần trong lòng tương đương thất lạc. Dù sao, Diệp Trần có thể từng bước một đi đến hôm nay, dựa vào là cơ hồ tất cả đều là cái này 12 mai bên trên cổ đồ đằng chi công, bây giờ liền bọn chúng cũng bắt đầu rời xa Diệp Trần, loại cảm giác này, giống như là cái nào đó người thân nhất cùng mình quyết liệt đồng dạng, cảm giác đương nhiên sẽ không dễ chịu. Nếu là Tần Tiêu Diêu tiền bối bọn hắn vẫn ở vào thật linh thế giới liền tốt, nói không chừng, bọn hắn sẽ biết thánh tộc bên trong, thoát khỏi thần linh chi thân gông cùng xiềng xích phương pháp. Lần nữa thở dài một tiếng, Diệp Trần ánh mắt, nhưng trong nháy mắt trở nên nhạy cảm đứng lên. Liền xem như dựa vào chính ta, cũng nhất định muốn nếm thử ra một loại thoát khỏi thần linh chi người phương pháp. Ta thử trước một chút đem còn lại cái này đồ đằng kích hoạt, nếu là vẫn chẳng được gì mà nói, vậy ta liền liều mạng trường kỳ ngủ say phong hiểm, đem chính mình linh hồn phân liệt. Làm ra quyết định, Diệp Trần trong tay, bắt đầu lấy ra một bộ tiếp một bộ bảo vật. Một cây màu sắc xanh biếc, tản ra sinh cơ bừng bừng nhánh cây. Một khối màu sắc khô vàng, nhưng mà trong đó, lại tựa hồ như ẩn núp một đầu cự thú tinh thạch. Những bảo vật này, tất cả đều là Diệp Trần trước khi bế quan thu thập đi ra ngoài. Bây giờ hắn đã có thể xưng toàn bộ thật linh thế giới trưởng khống giả, muốn sưu tập những bảo vật này, đương nhiên dễ như trở bàn tay. Mà hắn sưu tập những thứ này mục đích, chính là vì cái này tối hậu nhất mai bên trên cổ đồ đằng. Trước đây, tại cổ liệt sơn bên trên, Diệp Trần mượn nhờ cổ liệt sơn lên ngụy bảy thải nguyên tuyền, ngạnh sinh sinh đem thứ di thỏ đồ đằng cho kích hoạt, bởi vậy có thể thấy được, cái này bảy thải nguyên tuyền chi lực, đối với Diệp Trần kích hoạt thể nội đồ đằng, có chỗ tốt rất lớn. Diệp Trần bây giờ sưu tập cái này rất nhiều bảo vật, chính là vì có thể chế tạo ra cái này bảy thải nguyên tuyền sức mạnh. Bảy thải nguyên tuyền, chính là đủ loại bản nguyên pháp tắc một loại bên ngoài hiện ra. Diệp Trần bây giờ thân là thật linh thế giới duy nhất thần linh, nắm trong tay thật linh thế giới cường đại nhất 9 loại bản nguyên chi lực. Cho nên chỉ cần Diệp Trần muốn, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ những bảo vật này dẫn đạo, chế tạo ra một chỗ chân chính bảy thải nguyên tuyền. Nếu để cho ngoại nhân biết được, Diệp Trần dự định nhân công chế tạo bảy thải nguyên tuyền, sợ rằng sẽ kinh ngạc quai hàm đều rơi mà. Loại chuyện này, nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Từng kiện bảo vật bị Diệp Trần lấy ra, tiếp đó dựa theo nhất định góc độ, bày ra tại bốn phía. Đồng thời, Diệp Trần tại bốn phía trên mặt đất, khắc họa ra một tòa phương viên ba trượng nguyên trận. Tòa này nguyên trận, đẳng cấp cũng không phải quá cao cấp, vẹn vẹn chỉ là một tòa cấp thấp tụ nguyên trận mà thôi. Diệp Trần bố trí tòa này nguyên trận, chính là vì đem các loại bảo vật nội bộ linh lực, hoàn toàn thu hẹp ở chỗ này. Đem tất cả bảo vật bố trí hoàn toàn, Diệp Trần mới bỗng nhiên đứng lên, vừa bước một bước vào nguyên trận vị trí trung ương. Muốn người công việc chế tạo bảy thải nguyên tuyền, trọng yếu nhất, cũng không phải là những bảo vật kia, cũng không phải bốn phía tòa này nguyên trận, mà là Diệp Trần chính mình. Trở thành thần linh chi phía sau, Diệp Trần tự thân,
chính là dẫn động thật linh thế giới đủ loại bản nguyên chi lực tốt nhất môi giới. Nếu không phải thân là thần linh, dù cho Diệp Trần thực lực có mạnh hơn nữa bên trên gấp trăm lần, cũng không khả năng nhân công chế tạo ra một tòa bảy thải nguyên tuyền. Ông, theo Diệp Trần bắt đầu dẫn động bốn phía những bảo vật này sức mạnh cùng với thật linh thế giới bản nguyên chi lực, Diệp Trần trên thân, đột ngột xuất hiện một tầng thất thải quang mang, liền giống như trước đây của Liệt Sơn bên trên xuất hiện những cái kia thất thải trường hồng đồng dạng. Ngay sau đó, những thứ này thất thải quang mang hướng về bốn phía nở rộ ra ngoài, giống như là một đóa sắp nở rộ đóa hoa. Cái này đóa hoa, mở càng ngày càng rực rỡ, Diệp Trần bên cạnh, cơ hồ nồng đậm đến mức tận cùng bản nguyên chi lực, tại thời khắc này trong nháy mắt bạo phát ra. Một cái ngoại hình giống như cội nguồn vầy hư ảo tồn tại Diệp Trần bên cạnh vô căn cứ đông lại đi ra. Cái này, chính là bảy thải nguyên tuyền. Diệp Trần ở vào bảy thải nguyên tuyền vị trí trung ương, tùy ý một hơi, lập tức có thể cảm thấy bảy thải nguyên tuyền bên trong ẩn chứa cường đại bản nguyên chi lực. Những thứ này bản nguyên chi lực, đối với hôm nay Diệp Trần mà nói, cũng không tính cái gì. Nhưng khi Diệp Trần đem các loại sức mạnh, dẫn vào thể nội, quán chú đến cái kia 12 mai bên trên cổ đồ đằng trên thời điểm, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hiện lên tại Diệp Trần trong đầu. Quả nhiên, suy đoán của ta là chính xác, bảy thải nguyên tuyền chi lực, tuyệt đối có thể đem tối hậu nhất mai bên trên cổ đồ đằng cho kích hoạt. Cảm ứng được biến hóa trong cơ thể, Diệp Trần khóe miệng nhịn không được lộ ra mấy phần vui mừng. Diệp Trần có thể tinh tường cảm thấy, trong cơ thể hắn cái này tối hậu nhất mai đồ đằng, bây giờ đang không ngừng rung động. Theo rung động tăng lên, cái này bên trên cổ đồ đằng mặt ngoài, bắt đầu một chút phóng ra tia sáng. Đây là hào quang bảy màu. 12 mai bên trên cổ đồ đằng bên trong, tối hậu nhất mai, đến thời khắc này rốt cuộc phải bị Diệp Trần kích hoạt lên. Mà 12 mai bên trên cổ đồ đằng còn dư lại 3 cái, mỗi một mai bên trên cổ đồ đằng bên trong, tất cả đều ẩn chứa một loại lực lượng pháp tắc. Di thỏ đồ đằng, ẩn chứa sinh cơ pháp tắc. Thánh dê đồ đằng, ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc. Cái này tối hậu nhất mai đồ đằng, đến cùng có thể ẩn chứa cỡ nào pháp tắc. Theo thất thải cội nguồn phun mạnh ra tới thất thải quang mang bị Diệp Trần hút vào thể nội, trong cơ thể hắn 12 mai thượng cổ đồ đằng, tất cả đều tản mát ra một cỗ mông lung tia sáng. Nhất là cuối cùng viên kia đồ đằng, càng là toàn thân tản ra tia sáng, từng đạo chùm sáng từ phía trên chiếu xạ đi ra, giống như sắp bắn nổ quang đoàn đồng dạng. Đột nhiên, cái này đồ đằng bên trong, vọt ra khỏi một đạo nhỏ nhắn xinh xắn đám khỉ hư ảnh, đạo này đám khỉ hư ảnh mông lung vô cùng. Giống như vô số hư ảnh dung hợp mà thành, ở nơi này mai đồ đằng bên cạnh xoay một vòng, cuối cùng trở lại đồ đằng bên trong, tại đồ đằng mặt ngoài, lưu lại một cái rõ ràng đám khỉ đồ văn. Hư khỉ đồ đằng. Theo cái này đồ đằng mặt ngoài xuất hiện mông lung đám khỉ hư ảnh, Diệp Trần trong đầu, trong nháy mắt nhiều hơn có liên quan cái này đồ đằng tất cả tin tức. Hư khỉ đồ đằng, chính là 12 mai thượng của đồ đằng bên trong, một quả cuối cùng đồ đằng. Ở nơi này mai hư khỉ đồ đằng bên trong, ẩn chứa một loại cực kỳ đặc thù pháp tắc sức mạnh, loại này pháp tắc tên là huyễn thân pháp tắc. Mượn nhờ huyễn thân pháp tắc, võ giả có thể tu hành ra đơn độc phân thân, những thứ này phân thân, thậm chí có thể cùng võ giả bản thể hoàn toàn phân liệt, nếu như võ giả bản thể ngoài ý muốn vẫn lạc, vậy những này phân thân, liền có thể thay thế bản thể, nhờ vào đó trùng sinh. Nói một cách khác, cái này huyễn thân pháp tắc, chính là so chuyển thế trùng sinh. Mượn sắc trùng sinh chờ trùng sinh pháp môn cao đẳng hơn một loại trùng sinh kỹ xảo. Như lá Trần phía trước sở liệu, cuối cùng này còn dư lại 3 cái đồ đằng, quả nhiên tất cả đều là vì đề thăng võ giả bảo mệnh năng lực mà tồn tại. Di thỏ đồ đằng cùng thánh dê đồ đằng, có thể nhường võ giả năng lực khôi phục, tăng lên tới cực hạn. Mà hư khỉ đồ đằng, càng làm cho võ giả có thể nắm giữ mặt khác một cái mạng. Sẽ không phải, cái này huyễn thân pháp tắc chính là thánh tộc bên trong, thoát khỏi thần linh chi thân gông cùm xiềng xích biện pháp A. Cẩn thận cảm thụ một chút hư khỉ đồ đằng ẩn chứa pháp tắc, Diệp Trần đột nhiên toàn thân chấn động, trong đầu toát ra một cái kinh người ý niệm. Ám thần sở dĩ có thể thoát khỏi thần linh chi thân gông cùm xiềng xích, cùng linh hồn của hắn phân liệt, có cực lớn quan hệ. Mà huyễn thân pháp tắc tu hành phân thân kỹ xảo, cũng đồng dạng cùng linh hồn phân liệt có liên hệ lớn lao. Những tin tức này, tại Diệp Trần trong đầu không ngừng thoáng hiện. Chỉ dùng trong chốc lát, Diệp Trần cũng đã kết luận, mượn nhờ cái này huyễn thân pháp tắc, 89 phần 10, hắn có thể thoát khỏi dưới mắt thần linh chi thân gông cùm xiềng xích. Lập tức nếm thử tu hành phân thân, yên tĩnh trong mật thất,
Diệp Trần trên mặt thần sắc mừng như điên, dần dần biến mất. Diệp Trần tinh lực, bắt đầu dùng tại cảm ngộ cuối cùng này một cái đồ đằng ẩn chứa huyễn thân pháp tắc phía trên. Cái này huyễn thân pháp tắc, giống như là một môn tu hành phân thân võ học, có thể vòng qua võ giả, tu hành ra rất nhiều phân thân, chỉ bất quá, những thứ này phân thân, phần lớn chỉ là hư ảo tồn tại, chỉ có thể dùng để mê hoặc đối thủ. Chân chính có thể làm cho võ giả nắm giữ đầu thứ hai tánh mạng phân thân, được xưng là bản mệnh pháp thân. Loại này bản mệnh pháp thân, cần võ giả cung cấp huyết nhục của mình linh hồn, giống như là một lần nữa sáng lập một cái chính mình một dạng. Diệp Trần dùng ước chừng 7 ngày thời gian, dùng để cảm ngộ cái này huyễn thân pháp tắc. Muốn cảm ngộ một môn mới tinh pháp tắc, vẹn vẹn chỉ là 7 ngày thời gian, đương nhiên không đủ. Bất quá môn này huyễn thân pháp tắc, nhưng là hư khỉ đồ đằng bản thân liền ẩn chứa một loại pháp tắc, Diệp Trần mượn nhờ hư khỉ đồ đằng, lại cảm ứng loại này phép tắc, độ khó muốn so một lần nữa cảm ngộ một môn pháp tắc, phải đơn giản rất nhiều. Cho nên chỉ dùng 7 ngày thời gian, Diệp Trần liền đã sơ bộ lĩnh ngộ được một tia huyễn thân phép tắc chân lý. Thời gian ngắn như vậy, Diệp Trần cũng không có dự định đem huyễn thân pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ, hắn khát cầu, bất quá là huyễn thân pháp tắc bên trong, sáng lập bản mệnh pháp thần kỹ xảo mà thôi. Nếu là đổi thành trước kia ta, e là cho dù là thời gian 7 năm, cũng không khả năng đem loại kỹ xảo này lĩnh ngộ ra tới, bất quá bây giờ, ta lại có niềm tin tuyệt đối, có thể trong khoảng thời gian ngắn, tu hành ra bản mệnh pháp thân. Diệp Trần thở dài ra một hơi, trên mặt đã lộ ra mấy phần nhẹ nhõm thần sắc. Kế thừa 9 loại bản nguyên chi lực sau đó, Diệp Trần cảnh giới, đã trực tiếp tăng đến huyền thần đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào tổ thần cảnh giới. Huyền thần đỉnh phong, cái này cũng là chân linh thế giới, tất cả thần linh có thể đạt đến một cái cực hạn. Mượn nhờ chân linh thế giới bản nguyên, Diệp Trần tại cảm ứng khắc pháp tắc phương diện, có cực kỳ rõ ràng ưu thế. Tỷ như nói, hắn có thể trực tiếp đem ý thức đắm chìm vào chân linh thế giới bản nguyên pháp tắc trong hải dương, quan sát đủ loại pháp tắc. Mặc dù bởi vì hắn thể nội ẩn chứa 9 loại cường đại nhất bản nguyên pháp tắc quan hệ, Diệp Trần căn bản không có khả năng lại lĩnh ngộ được khắc pháp tắc, nhưng mà đối với những khắc pháp tắc quan sát nhiều, cũng đủ làm cho Diệp Trần đang lợi dụng phép tắc phương diện kỹ xảo, có 10 phần tiến bộ. Mà ngưng luyện bản mệnh pháp thân, vừa vặn là tối trọng yếu chính là chỗ này phương diện kỹ xảo. Cái này liền giống như, Diệp Trần trước mặt trưng bày một đống phức tạp thiết bị, Diệp Trần có thể không rõ những thứ này thiết bị cấu tạo nguyên lý, thế nhưng là có thể căn cứ vào thiết bị sách hướng dẫn, đem hắn ráp lại. Trong mật thất, Diệp Trần đôi mắt chậm rãi mở ra, trong thần sắc mang theo vài phần nóng bỏng hắn, chậm rãi đưa ra một cái tay, một giọt đỏ tươi huyết dịch, từ trên ngón tay của hắn bay lên, lơ lửng tại Diệp Trần trước mặt. Giọt máu này dịch bên trong, ẩn chứa Diệp Trần tinh khí, duy chỉ có không có ẩn chứa Diệp Trần thần. Một cái võ giả thần, chính là võ giả linh hồn. Võ giả tinh hòa khí, cũng có thể dễ dàng tách ra, duy chỉ có cái này thần, muốn phân liệt, phong hiểm rất lớn. Diệp Trần nhìn chằm chằm trước mặt một giọt này óng ánh giọt máu, trên thân bốc lên một cỗ sinh mệnh lực lượng pháp tắc, bắt đầu thai nghén giọt máu này dịch. Dần dần, giọt máu này dịch bắt đầu phát sinh biến hóa, từ một giọt, biến thành một đoàn, sau đó tiếp tục bành trướng, đã đàn sinh ra xương cốt, huyết nhục, da thịt. Dùng chưa tới một canh giờ, Diệp Trần trước mặt, giọt máu này dịch đã diễn hóa trở thành một đứa bé. Trẻ sơ sinh này, khuôn mặt ở giữa, cùng Diệp Trần 10 phần giống, liền giống như phiên bản thu nhỏ Diệp Trần một dạng. Thể nội gân mạch sai chỗ, các nơi huyết nhục, cũng có khác nhau rất lớn, quả nhiên vẫn là không được. Nhìn xem trước mặt cái này cùng mình có chút tương tự hải nhi, Diệp Trần bàn tay tại đối phương trên thân phất qua, cái này nho nhỏ hải nhi, lập tức thu nhỏ, một lần nữa hóa thành một giọt máu kia. Lợi dụng huyễn thân pháp tắc sáng lập bản mệnh pháp thân, cùng mượn xác trùng sinh mặc dù giống, thế nhưng là lại có khác biệt rất lớn. Mượn xác trùng sinh, chính là sáng lập ra một cái mới tinh thân thể, tiếp đó đem linh hồn rót vào trong đó. Mà sáng lập bản mệnh pháp thân, nhưng là cần Diệp Trần sáng lập ra một tôn cùng bản thể hắn cơ hồ hoàn toàn giống nhau nhục thân, cái này giống nhau, không chỉ là bề ngoài, chủ yếu hơn chính là bên trong. Mặc kệ huyết nhục, gân mạch, nội tạng, vẫn là da thịt sợi tóc, tất cả đều phải hoàn toàn một dạng, bằng không mà nói, bản mệnh pháp thân liền sẽ sáng lập thất bại. Trên đời này, liền hai mảnh giống nhau như đúc lá cây, đều cơ hồ không tồn tại, huống chi là hai cái giống nhau như đúc người. Bởi vậy, Diệp Trần mới có thể bắt đầu không ngừng nếm thử, sáng lập này bản mệnh pháp thân vật dẫn. Không thể không nói,
Nắm giữ 12 mai thượng cổ đồ đằng, đối với Diệp Trần trợ giúp xác thực cực lớn. Mượn nhờ di thỏ đồ đằng cùng thánh dê đồ đằng bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc, Diệp Trần mới có thể chỉ dùng mình một giọt máu, mà bắt đầu không ngừng nếm thử sáng lập bản mệnh pháp thân. Nếu là không có hai loại sinh cơ mãnh liệt pháp tắc phụ trợ, Diệp Trần muốn nếm thử sáng lập bản mệnh pháp thân lời nói, liền cần dùng máu của mình thịt xương cách tới thí nghiệm. Dùng máu của mình thịt xương cách, một lần còn tốt, nếu là nhiều lần thí nghiệm lời nói, liền xem như Diệp Trần, cũng khẳng định muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà bây giờ, Diệp Trần hoàn toàn không có phương diện này cố kỵ. Lại đến, Diệp Trần trên người sinh cơ chi lực, bao trùm trước mặt giọt máu này dịch, lần nữa bắt đầu thôi hóa giọt máu này dịch. Ầm ầm, ầm ầm, thật linh thế giới cơ hồ mỗi cái chỗ, trên trời cũng đã bị mây đen che đậy, mây đen đè thành, từng đợt tiếng oanh minh âm, từ trong mây đen bạo phát đi ra, giống như lập tức liền sẽ có kinh khủng lôi đình, từ trên trời giáng xuống. Một chút thực lực hơi nhỏ yếu võ giả, đối mặt bực này thiên địa chi uy, cũng không nhịn được hãi nhiên biến sắc, thấp thỏm không thôi, mà những người bình thường kia, càng là có không ít người đã quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu lão thiên phù hộ. Thần Tuyền Hải vực, Diệp Cuồng cùng Mai Di hai người, sóng vai đứng chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn đông nghịt đỉnh đầu. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, đã kéo dài gần nửa tháng, thật chẳng lẽ linh thế giới lại muốn phát sinh đại biến. Thở dài một tiếng, Diệp Cuồng mặt mũi tràn đầy dầu dĩ nói. Mai Di thần sắc ngược lại là lộ ra tương đối bình tĩnh, trong đôi mắt mang theo dị sắc đạo, ngươi còn nhớ rõ, trước đây cửu thần hội nghị tổ chức phía trước, thật linh thế giới các nơi phát sinh dị biến sao? Đương nhiên nhớ kỹ, trước đây giống như cũng là như thế, thiên địa biến sắc, làm cho người sợ hãi, chẳng qua là lúc đó dị tượng kéo dài thời gian cũng không dài, hơn nữa cũng không giống là như bây giờ quy mô hùng vĩ. Diệp Cuồng gật đầu nói. Phía trước, thật linh thế giới xác thực phát sinh qua tương tự dị biến. Chỉ bất quá lúc đó lực chú ý của chúng nhân, tất cả đều tập trung ở cửu thần trong hội nghị, lại thêm ngay lúc đó thiên địa dị biến, cũng không giống như là như bây giờ mãnh liệt, cho nên căn bản không có thời gian để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này. Mà bây giờ, thiên đạo minh thống nhất thật linh thế giới, tai mắt đông đảo, Diệp Cuồng rất dễ dàng liền biết được, bây giờ toàn bộ thật linh thế giới, bất kể là ám hải chỗ sâu, vẫn là đại lục biên giới, tất cả đều là dạng này một bộ mây đen áp đỉnh bộ dáng. Dù cho hắn thân là huyền thần cường giả, cũng không nhịn được bị loại biến cố này cho hù sợ. Có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thật linh thế giới dị biến, đừng nói hắn một cái huyền thần, liền xem như tổ thần, chỉ sợ cũng làm không được. Lẩm bẩm một câu, Diệp Cuồng đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đó, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Mai Di đạo, nghe lời ngươi ý tứ, ngươi tựa hồ đã biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mặc dù không là hoàn toàn xác định, thế nhưng là cũng gần như a. Mai Di trên mặt che đậy lụa mỏng, nhìn không ra biểu lộ, nhưng mà nghe ngữ khí, liền có thể nghe ra, nàng hôm nay thần sắc chắc chắn 10 phần ngưng trọng. Diệp Cuồng nhìn không được thúc giục nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi mau nói một chút nhìn. Mai Di lông mày hơi hơi nhăn một chút, đạo, nếu như ta không có đoán sai, đây hết thảy, phải cùng Diệp Trần có liên quan. Diệp Cuồng hồ mi nói, cùng Diệp Trần có liên quan. Không thể nào. Tiểu tử này bây giờ đã là thật linh thế giới duy nhất thần linh, thực lực so người ta đều mạnh, lại nói hắn bây giờ đang lúc bế quan tu hành, loại này ngày tháng mà dị biến, làm sao có thể cùng hắn có liên quan. Trước đây sở dĩ sẽ phát sinh thiên địa dị biến, cũng là bởi vì, bát đại thần linh đem tự thân bản nguyên chi lực, thay đổi vị trí cho Diệp Trần, những thứ này bản nguyên chi lực, đại biểu cho thật linh thế giới, một khi phát sinh dị thường, thật linh thế giới lập tức liền sẽ hiện ra, cái này cũng là thiên địa dị biến xuất hiện nguyên nhân. Mai Di ngữ khí nghiêm túc, chậm rãi giải thích nói, bất quá khi đó bát đại thần linh đều tại, trên người bọn họ bản nguyên chi lực, cũng là một loại tiếp lấy một loại, chậm rãi thay đổi vị trí đi ra, cho nên loại này ngày tháng mà dị biến, cũng không phải quá cường liệt. Mà bây giờ chín loại bản nguyên chi lực, tất cả đều tập trung ở Diệp Trần trên thân, cho nên nếu là Diệp Trần xuất hiện ngoài ý muốn gì, cái kia thật linh thế giới đương nhiên lập tức sẽ sinh ra cảm ứng, từ đó đản sinh ra loại này ngày tháng mà dị biến cảnh sắc. Diệp Cuồng mở to hai mắt nhìn, trong đầu lật qua lật lại đem Mai Di mà nói cẩn thận suy nghĩ mấy lần, càng nghĩ, càng cảm thấy những lời này có đạo lý, trên mặt lo nghĩ thần sắc cũng càng ngày càng rõ ràng, nói như vậy, chẳng lẽ không phải Diệp Trần bây giờ tình cảnh 10 phần nguy hiểm. Mai Di khẽ thở dài, hẳn là dạng này, nhưng là bây giờ chúng ta căn bản không thể giúp Diệp Trần. Diệp Cuồng có chút phiền não đi tới đi lui nói, ai, tiểu tử này,
Bế quan vậy mà lựa chọn thánh tộc bên trong di tích bế quan, chúng ta cũng không phải là thánh tộc người, không có hắn cho phép, căn bản vào không được hắn bế quan chỗ, bây giờ liền hắn chuyện gì xảy ra cũng không biết. Ngay tại Diệp Cuồng bực bội vô cùng thời điểm, một chùm dương quang lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ ở trên người hắn. Dương quang! Cảm thấy bên người biến hóa, Diệp Cuồng lập tức sững sờ. Đây chính là gần nhất nửa tháng này đến nay, hắn nhìn thấy đệ nhất chùm ánh mặt trời. Theo cái này một chùm ánh mặt trời xuất hiện, trên trời cái kia đông nghịt một mảnh mây đen, đột nhiên bắt đầu tán đi, từng đạo chùm sáng, từ mây đen bầu trời chiếu xuống, giống như từng cây từ đó trên trời rơi xuống trụ trời đồng dạng. Nhìn lên trời sắc đủ loại biến hóa, Diệp Cuồng cùng Mai Di hai người, trong đôi mắt lại đồng thời lộ ra kinh hỉ thần sắc. Thiên biến, cái này hẳn chứng minh, Diệp Trần đã lại không bất kỳ nguy hiểm nào a. Liền Diệp Trần cũng không nghĩ đến, trên người hắn phát sinh biến hóa, vậy mà lại như thật hiện ra ở thật linh thế giới các nơi. Gần nhất nửa tháng này bên trong, đích thật là Diệp Trần thời khắc nguy hiểm nhất. Hắn nghiên cứu ước chừng hơn ngàn lần về sau, cuối cùng cảm giác mình có thể sáng lập ra hoàn chỉnh bản mệnh pháp thân. Cho nên, tại nửa tháng trước, Diệp Trần dứt khoát mà nhiên bắt đầu sáng lập bản mệnh pháp thân hết thảy công tác chuẩn bị. Lần này, vì cam đoan thành công, Diệp Trần ước chừng đem chính mình thể nội gần nửa huyết dịch lấy ra, dùng tại mới sáng lập bản mệnh pháp thân vật dẫn phía trên. Đợi đến đem tôn này gần như hoàn mỹ vật dẫn sáng lập sau đó, Diệp Trần mới vừa bắt đầu mấu chốt nhất bước thứ hai, đó chính là phân liệt linh hồn. Diệp Trần linh hồn, bởi vậy bị một phân thành hai, đã đạt đến linh hồn thành thần danh giới hắn, cũng ngạnh sinh sinh rơi xuống cảnh giới, linh hồn chi lực cường độ, ước chừng giảm xuống mấy cái cấp độ. Bất quá những thứ này cũng không tính là cái gì, có hoàn mỹ vật dẫn, lại thêm Diệp Trần cái này một nửa thần hồn. Cuối cùng, Diệp Trần đệ nhất tôn bản mệnh pháp thân, bị Diệp Trần luyện chế ra đi ra. Cũng chính là ở thời điểm này, Diệp Trần mới hoàn toàn xác định, lần này hắn đánh cuộc đúng. Sáng lập phân thân, cái này đích xác là thoát khỏi thần linh chi thân một loại biện pháp, những thứ này bản nguyên chi lực, chỉ có thể dây dưa tại hắn một tôn trên phân thân, mà khác một tôn phân thân, hoàn toàn có thể coi như bản thể, tự do hành động. Sáng lập ra một tôn bản mệnh pháp thân sau đó, Diệp Trần lại đột nhiên lại có một cái hết sức lớn mật ý nghĩ. Hiện tại hắn sáng lập ra cái này tôn bản mệnh pháp thân, 10 phần suy yếu, muốn chờ hắn trưởng thành, còn không biết cần thời gian bao lâu. Cho nên Diệp Trần kế hoạch, đem chính mình trên người bản nguyên chi lực, tất cả đều chuyển rời đến cái này tôn bản mệnh pháp thân trên thân. Ngược lại có những thứ này bản nguyên chi lực gia trì, cái này tôn bản mệnh pháp thân liền xem như yếu hơn nữa, cũng có thể phát huy ra thực lực cực kỳ đáng sợ, hơn nữa sau này hắn lưu lại thật linh thế giới, có bó lớn thời gian, có thể cường hóa nhục thân. Mà Diệp Trần bản thể nếu là có thể khôi phục tự do, hắn cũng có thể mau chóng khôi phục ban đầu thực lực, tiếp đó chạy tới tiềm long thế giới. Trong lòng làm ra quyết định, Diệp Trần đương nhiên lập tức bắt đầu nếm thử thay đổi vị trí trong cơ thể bản nguyên chi lực. Cái này cũng là ngoại giới cái này nửa tháng đến nay, một mực là một bộ thiên địa hủy diệt dị tượng nguyên nhân. May mắn, bây giờ cái này nguyên chi lực, chỉ là tại Diệp Trần bản thể cùng phân thân ở giữa chuyển đổi, giữa lẫn nhau, không có cái gì bài xích. Bằng không mà nói, lấy Diệp Trần bây giờ này bản mệnh pháp thân không đầy đủ, e rằng liền một loại bản nguyên chi lực đều không thể tiếp nhận. Cho đến ngày nay, Diệp Trần cuối cùng hoàn thành sáng lập cái này tôn bản mệnh pháp thân, hơn nữa thành công để cho mình bản thể, thoát khỏi thần linh chi thân gông cùm xiềng xích. Ông một tiếng, tại Diệp Trần bản thể hoàn toàn thoát khỏi thần linh chi thân gông cùm xiềng xích một khắc này, trong cơ thể hắn 12 mai thượng cổ đồ đằng, đột nhiên cùng một chỗ phát ra một hồi cộng minh âm thanh. Những thứ này bên trên cổ đồ đằng vô cùng có linh tính, lúc trước Diệp Trần bị thần linh chi thân gông cùng xiềng xích thời điểm, những thứ này bên trên cổ đồ đằng, thậm chí có bỏ hắn đi dấu hiệu. Mà bây giờ, Diệp Trần mới vừa vặn khôi phục, cái này 12 mai bên trên cổ đồ đằng, liền cùng một chỗ rung động, dường như đang hướng Diệp Trần chúc mừng một dạng. Diệp Trần không lo được để ý tới những thứ này đồ đằng phản ứng, đầu tiên bắt đầu cảm thụ tự thân biến hóa. Cùng trước đây so sánh, Diệp Trần bản thể, đầu tiên là trở thành thần linh, bây giờ lại thoát khỏi thần linh chi thân. Bản thể của hắn, bao nhiêu cũng nhận một chút ảnh hưởng. Ảnh hưởng lớn nhất, đương nhiên là linh hồn của hắn. Trải qua phía trước sáng lập bản mệnh pháp thân đi qua, Diệp Trần hôm nay linh hồn, mặc dù so sánh lại một trong một dạng võ giả, vẫn phải mạnh mẽ hơn nhiều, thế nhưng lại không cách nào cùng phía trước linh hồn thành thần cảnh giới so sánh. Trừ cái đó ra, Diệp Trần đối pháp thì cảm ngộ,
bây giờ vẫn có chút mơ hồ. Bất quá may mắn là, không có những cái kia bản nguyên pháp tắc bài xích, Diệp Trần đã bắt đầu dần dần cảm ứng được phía trước hắn lĩnh ngộ đủ loại pháp tắc, chỉ cần tiếp qua mấy ngày, hắn nhất định có thể khôi phục lại, một lần nữa đem dung hợp pháp tắc cho lĩnh ngộ ra tới. Diệp Trần cảnh giới, cũng đã từ huyền thần cảnh giới, ngã xuống, lần nữa khôi phục lúc đầu nửa bước thần đạo cảnh giới. Diệp Trần trên thân duy chỉ có tốt biến hóa, cũng chính là cường độ thân thể của hắn. Phía trước vì có thể đem 9 loại bản nguyên pháp tắc đều dung nhập mình thần, hoàng thần cùng long thần chỉ điểm Diệp Trần tu hành long hoàng bất diệt thể, đang hấp thu long thần cùng hoàng thần tinh huyết sau đó, Diệp Trần đã đem long hoàng bất diệt thể tu hành đến rồi cảnh giới tiểu thành. Loại thân thể này lên cường hóa, cũng sẽ không bởi vì hắn thể nội bản nguyên chi lực đánh mất mà đánh mất. Cho nên bây giờ Diệp Trần nhục thân cường độ, vẫn như cũ đạt đến một cái cực kỳ cường hãn trình độ, so với Diệp Trần ban đầu nhục thân cường độ, phải mạnh mẽ hơn nhiều. May mắn, tình huống so với mình tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Cẩn thận cảm thụ tình trạng của mình, Diệp Trần lập tức thở dài một hơi. Yên tĩnh trong mật thất. Hai cái dáng dấp giống nhau như đúc Diệp Trần, đối mặt với mặt, ngồi xếp bằng. Nếu là có người tại chỗ, có thể tinh tường cảm ứng được, trong đó một cái Diệp Trần trên thân, tản ra một cỗ cường đại áp bách tính chất sức mạnh, mà khác một cái Diệp Trần, mặc dù cũng coi như là cường đại, thế nhưng là khí thế trên người, liền kém xa phía trước cái kia Diệp Trần. Đột nhiên, hai cái Diệp Trần mắt, đồng thời mở ra. Nhìn xem trước mặt cái này dáng dấp cùng mình giống nhau như đúc người, Diệp Trần trong lòng, có loại hết sức cổ quái cảm giác. Cho dù ai giống hắn như vậy, lần thứ nhất đối mặt mình một tôn phân thân, e rằng đều sẽ sinh ra như thế cảm giác. Ta, Diệp Trần há to miệng, đang muốn mở miệng nói chuyện. Đối diện hắn phân thân, nhưng cũng đột nhiên há to miệng, đồng dạng nói ra một cái chữ ta. Sau một khắc, hai cái Diệp Trần tất cả đều nhếch miệng phá lên cười. Này bản mệnh pháp thân cùng ta ở giữa, tư duy vậy mà hoàn toàn tương liên, ta có thể cảm nhận được cảm giác của hắn, hắn cũng đồng dạng có thể cảm thấy cảm giác của ta. Nói là phân thân, kỳ thực ý thức của chúng ta, vẫn là nhất thể. Diệp Trần nhếch miệng cười, chậm rãi đứng dậy, tại mật thất bốn phía đi vài bước. Cái kia một tôn bản mệnh pháp thân, cũng không đứng dậy, mà là quay đầu nhìn chăm chú Diệp Trần. Bây giờ, Diệp Trần trong đầu xuất hiện cảm giác, ngoại trừ có đi bộ cảm giác bên ngoài, còn có cái này phân thân chuyển tới nhìn người khác đi bộ cảm giác. Loại này đặc biệt cảm thụ, nhưng Diệp Trần cũng cảm thấy 10 phần mới lạ. Bất quá cẩn thận cảm thụ sau một lát, Diệp Trần trên mặt lập tức lộ ra mấy phần khổ tâm, bởi vì giờ khắc này hắn đã phát hiện này bản mệnh pháp thân mang đến lớn nhất tai hại. Có bản mệnh pháp thân sau đó, Diệp Trần hoàn toàn chính xác chẳng khác gì là có hai cái mạng. Nhưng mà đồng thời, Diệp Trần ý thức, cũng muốn tiếp nhận hai cái thân thể truyền tới ý thức. Tỷ như nói, Diệp Trần bản thể thấy được một đóa hoa, trong đầu của hắn, sẽ sinh ra hương hoa ý thức. Mà phân thân của hắn, nếu là ở giờ khắc này, tiến nhập một chỗ mùi hôi đất lời nói, lá kia Trần trong ý thức, cũng sẽ đồng thời đản sinh ra một loại hôi thối cảm giác. Hương cùng thối đồng thời xuất hiện ở một người trong cảm giác, loại cảm giác này chắc chắn 10 phần không ổn. Hơn nữa Diệp Trần đã cảm thấy, hắn cùng phân thân ở giữa, có một loại nào đó một loại cực kỳ đặc biệt liên hệ, cho nên mặc kệ hắn đến địa phương nào, cũng có thể cảm ứng được phân thân chuyển tới ý thức. Xem ra sau này, chỉ có thể nhường tôn này phân thân tận lực thiếu ra ngoài, phòng ngừa hắn chuyển tới ý thức quấy nhiễu được ta. Cười khổ một tiếng, Diệp Trần trong lòng làm ra quyết định. Hai loại ý thức đồng thời truyền tới cảm giác, thật là có chút hỏng bét. Cho nên Diệp Trần cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này, tạm thời nhường phân thân thiếu sinh ra đủ loại ý thức. Ám thần hẳn là mượn nhờ loại này phân thân pháp, cho nên mới thoát khỏi thần linh chi người gông cùng xiềng xích, hơn nữa lúc trước cái loại này hấp dẫn cảm giác. Rõ ràng là bởi vì ám thần vẫn có phân thân tồn tại. Tự mình cảm thụ một chút phân thân kỳ lạ sau đó, Diệp Trần trong đầu, lập tức lần nữa toát ra ám thần thân ảnh. Ám thần cũng không triệt để chết đi, điểm ấy Diệp Trần đã sớm xác định. Mà bây giờ cảm nhận được phân thân kỳ lạ sau đó, Diệp Trần càng là có thể xác định, ám thần đã sớm luyện chế được phân thân. Hơn nữa 89 phần 10, ám thần cùng hôm nay Diệp Trần một dạng. Đồng dạng một mực đối mặt với đồng thời sinh ra hai loại ý thức đau đớn. Cho nên, cái này mười mấy vạn bên trong, ám thần mới có thể rất ít lộ diện, chính là vì phòng ngừa phân thân đản sinh ra ý thức, quấy nhiễu được bản thể. Ám thần lần này trong tay ta bị thiệt lớn, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là hắn một lần nữa đánh trở lại mà nói,
tình huống sợ rằng sẽ trở nên cực kỳ hỏng bét. Diệp Trần đứng tại trong mật thất, cau mày trầm ngâm. Chỉ cần ám thần còn sống, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một đại phiền toái. Ám thần thiên phú vốn là cực mạnh, hắn mượn nhờ phân thân pháp, đi tới tiềm long thế giới, thực lực hôm nay, nghĩ đến biến đã càng khủng bố hơn. Nếu là hắn không cam tâm phân thân cứ như vậy bị Diệp Trần cho hủy bỏ, chắc chắn sẽ từ tiềm long thế giới đánh trở lại. Cho đến lúc đó, Diệp Trần vẫn cần cùng ám thần đại chiến một trận. Cẩn thận suy tư phút chốc, Diệp Trần lại đột nhiên nở nụ cười. Bây giờ phân thân của ta đã có 9 loại bản nguyên chi lực, đủ để điều động chân linh thế giới tất cả thế giới chi lực, dù cho ám thần biến cường thịnh trở lại, chỉ cần hắn trở lại chân linh thế giới, đều tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì. Bởi vì cái gọi là một bước sai, từng bước sai, ám thần đã thất bại một lần, kế tiếp, vẫn sẽ thất bại, ta căn bản là không có cách lo lắng cái này. Tại tự mình cảm thụ qua 9 loại bản nguyên chi lực hội tụ một thân cường đại sau đó, Diệp Trần tầm mắt cũng cao rất nhiều, dù cho là ám thần, hắn cũng không phải là quá để vào mắt. Ông. Lúc này, Diệp Trần đột nhiên cảm thấy, trong cơ thể mình cái kia 12 mai bên trên cổ đồ đằng, vậy mà rung động so trước đó càng thêm hung mãnh. Đúng, đây là bọn chúng muốn cùng thánh linh chi tâm dung hợp. 12 mai bên trên cổ đồ đằng dị biến, nhưng Diệp Trần đầu tiên là khổ não một hồi, chợt đột nhiên hai mắt tỏa sáng, minh bạch những thứ này đồ đằng rung động nguyên nhân. Tại Diệp Trần ngưng luyện bản mệnh pháp thân phía trước, hắn đã cảm ứng được, những thứ này đồ đằng tựa hồ muốn cùng thánh linh chi tâm dung hợp. Chỉ là bởi vì lúc đó Diệp Trần trong lòng, có loại 10 phần cảm giác không ổn, cho nên hắn mới ngạnh sinh sinh cắt đứt cái dung hợp này quá trình. Bây giờ, Diệp Trần thoát khỏi thần linh chi người gông cùng xiềng xích, tại cảm ứng được cả hai dung hợp thời điểm, trong lòng cũng lại không lúc trước cái loại này cảm giác nguy hiểm. Cho nên, lần này Diệp Trần cũng không đánh gãy những thứ này đồ đằng cùng thánh linh chi lòng dị biến, mà là trực tiếp đem thánh linh chi tâm lấy ra, tùy ý cái này 12 mai bên trên cổ đồ đằng sức mạnh, cùng thánh linh chi lòng sức mạnh dung hợp lại cùng nhau. Hô! Viên này thánh linh chi tâm, vốn là lơ lửng tại Diệp Trần trước mặt cách đó không xa, bị những thứ này đồ đằng sức mạnh quanh quẩn chỉ chốc lát sau đó, đột nhiên rung động một cái, từ Diệp Trần nơi ngực, sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Thánh linh chi tâm, chính là thánh tộc chí bảo, nó trọng yếu tính chất, thậm chí vượt qua 12 mai bên trên cổ đồ đằng. Điểm ấy, trước đây Diệp Trần tại đụng tới tộc lão thời điểm, liền đã biết được. Không có thánh linh chi tâm Diệp Trần, thậm chí không bị tộc lão thừa nhận là thánh tộc truyền nhân. Ngày xưa, Thiên Huyết Thánh Vương đã từng nói qua, không có thánh linh chi tâm, Diệp Trần thánh tộc chi huyết liền không cách nào bị kích hoạt, cho nên căn bản không thể xem như cái này đang thánh tộc quân vương. Bởi vậy có thể thấy được, thánh linh chi tâm đối với thánh tộc người, rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Nhưng mà thánh linh chi tâm cụ thể có bao nhiêu kỳ lạ, Diệp Trần biết được lại cũng không nhiều. Theo bây giờ thánh linh chi tâm chui vào Diệp Trần thể nội, Diệp Trần thần sắc, lập tức biến ngưng trọng lên. Hắn tất cả tâm thần, tất cả đều chìm vào thể nội, bắt đầu cảm ứng thánh linh chi tâm đủ loại biến hóa. Diệp Trần thể nội, vốn là đã có một khỏa long hoàng chi tâm, tạm thời xem như Diệp Trần thôi động 12 mai bên trên cổ đồ đằng hạch tâm mà tồn tại. Nhưng mà bây giờ, thánh linh chi tâm xuất hiện, viên kia long hoàng chi tâm, vậy mà hóa thành một cỗ giống như tơ máu vậy tồn tại, sáp nhập vào thánh linh chi tâm bên trong, trở thành thánh linh chi tâm một bộ phận. Mà thánh linh chi tâm, thì hoàn toàn thay thế trước đây long hoàng chi tâm, trở thành liễu Diệp Trần thể nội, lực lượng mới cội nguồn. Oanh! Một cỗ cực kỳ cường hãn sức mạnh, trong nháy mắt từ thánh linh chi tâm bên trong xuất hiện, chảy khắp Diệp Trần toàn thân. Diệp Trần mới vừa vặn phân thân thành công, nhục thân vốn đang lưu lại thần linh chi thân để lại ở dưới vết tích, đối pháp thì cảm ngộ, 10 phần mơ hồ. Thế nhưng là bây giờ có viên này thánh linh chi tâm, Diệp Trần đối với đủ loại phép tắc cảm ngộ, chỉ một cái mãnh liệt hơn gấp 10 lần. Đồng thời, Diệp Trần chỉ là tâm thần khẽ động, trong cơ thể hắn cái kia 12 mai bên trên cổ đồ đằng, đột nhiên run rẩy một chút, vậy mà trực tiếp từ Diệp Trần thể nội, thoát ra. Bên trên cổ đồ đằng ly thể, loại chuyện này, Diệp Trần phía trước nghĩ cũng không nghĩ qua. Nhưng là bây giờ, cái này 12 mai bên trên cổ đồ đằng, lại tuần tự từ Diệp Trần thể nội đi ra ngoài, lơ lửng đến liễu Diệp Trần trước mặt. Man Ngưu đồ đằng, Thiên Mã đồ đằng, Đỏ Khuyển đồ đằng. Diệp Trần ánh mắt, tại những này đồ đằng bên trên từng cái đảo qua. Mỗi một mai bên trên cổ đồ đằng, đều từng cho Diệp Trần mang đến quá to lớn chỗ tốt, càng là đại biểu cho Diệp Trần đã từng đi qua đầu này gian khổ chi lộ.
Những thứ này đồ đằng, từ Diệp Trần thể nội xông ra sau đó phút chốc, từng tiếng ngẩng cao tiếng kêu, đột ngột từ nơi này chút đồ đằng bên trong truyền ra. Theo cái này tiếng kêu, man nghiêu đồ đằng bên trong, một đạo man nghiêu hư ảnh xông ra, một lần nữa trở lại Liễu Diệp Trần thể nội, hơn nữa trực tiếp tiến nhập thánh linh chi tâm bên trong. Sau đó là thiên mã hư ảnh, đỏ khuyển hư ảnh. Ước chừng 12 đạo hư ảnh, cùng một chỗ dung nhập Liễu Diệp Trần trong cơ thể thánh linh chi tâm bên trong. Nhận được những thứ này đồ đằng hư ảnh gia trì, thánh linh chi tâm tựa hồ một chút lực lượng đại tăng, một cỗ giống như chất lỏng vậy kim hoàng sắc hồn lực, từ thánh linh chi tâm bên trong chảy ra, chậm rãi dung nhập Liễu Diệp Trần huyết mạch bên trong. Có những thứ này hồn lực gia trì, Diệp Trần huyết dịch, vậy mà bắt đầu biến nổi lên một tia kim hoàng nhan sắc. Chẳng lẽ, đây chính là thánh tộc huyết mạch? Diệp Trần thần sắc chấn kinh, thầm nghĩ trong lòng. Một khỏa thánh linh chi tâm, vậy mà lại dẫn đến máu của mình cũng phát sinh to lớn biến hóa, thật là có chút khó tin. Oanh! Chưa chờ Diệp Trần từ loại này biến hóa mang đến trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, Diệp Trần thể nội huyết dịch, lại đột nhiên giống như thiêu đốt hỏa diễm một mắt, biến cực nóng vô cùng, cháy Diệp Trần toàn thân nóng bỏng vô cùng. Nhục thể của ta cường độ, vậy mà tại không ngừng tăng lên, hơn nữa, có vừa rồi thánh linh chi tâm bên trong chảy ra hồn lực tăng cầm, trong máu ta, tựa hồ cũng đã ẩn chứa linh hồn của ta chi lực, cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa, ta đã có xung kích thánh thể có thể. Loại này toàn thân cảm giác nóng bỏng, Diệp Trần cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu, ngược lại biến càng ngày càng thanh tỉnh. Giờ khắc này, hắn vậy mà đột nhiên có xung kích thánh thể xúc động. Nhục thể của hắn, vốn là đã 10 phần tiếp cận thánh thể, bây giờ có thánh linh chi tâm gia trì, hoàn toàn có thể nếm thử xung kích chân chính thánh thể. Thánh thể, ta lần này nhất định có thể xung kích đến thánh thể cảnh giới. Diệp Trần thần sắc thay đổi trịnh trọng, không lo được để ý tới khác, đem toàn bộ tinh lực, dùng tại xung kích thánh thể trong chuyện này. Đối với võ giả mà nói, loại này ngẫu nhiên xuất hiện tu hành xúc động, cũng không phải chuyện gì xấu, ngược lại mang ý nghĩa, võ giả đã gần như đột phá. Diệp Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tốt đẹp thời cơ. Theo Diệp Trần bắt đầu toàn lực xung kích thánh thể, trong cơ thể hắn huyết dịch, kim hoàng nhan sắc càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa những thứ này kim hoàng nhan sắc huyết dịch, bắt đầu chảy xuôi đến Diệp Trần nhục thân các nơi. Mỗi một giọt kim hoàng nhan sắc huyết dịch, tất cả đều ẩn chứa Diệp Trần một bộ phận linh hồn chi lực. Những thứ này dòng máu màu vàng óng chảy xuôi đến Diệp Trần toàn thân, Diệp Trần muốn tu thành thánh thể điều kiện cơ bản, bây giờ đã đạt đến. Diệp Trần nhục thân cường độ, cũng ở đây một khắc, một chút tăng lên đứng lên. Loại biến hóa này, kéo dài đến 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, Diệp Trần đôi mắt chợt mở ra. Duỗi ra ngón tay, Diệp Trần ngón tay lần nữa nhỏ xuống một cái giọt huyết dịch, giọt máu này dịch, đỏ tươi bên trong mang theo một tia kim hoàng, lộ ra cổ quái vô cùng. Bất quá thoát ly Liễu Diệp Trần sau đó, giọt máu này dịch lại giống như vật sống đồng dạng, trên không trung không ngừng vặn vẹo, cuối cùng, càng là giống như một đạo mũi tên đồng dạng, một lần nữa bay trở về, chui vào Liễu Diệp Trần thể nội, lần nữa cùng Diệp Trần hợp hai làm một. Tích huyết trùng sinh, đây chính là thánh thể cảnh giới sao. Diệp Trần hít sâu một hơi, trên mặt bắt đầu lộ ra thần sắc mừng như điên. Hắn một mực theo đuổi thánh thể cảnh giới, vậy mà tại bây giờ lặng yên không tiếng động đã đạt thành. Cái này, đích thật là một kiện thiên đại hỷ sự. À, đây là cái gì? Diệp Trần trên mặt thần sắc mừng như điên chưa thối lui, đột nhiên phát hiện, một khối hình bầu dục hình dáng, mặt ngoài khắc họa rất nhiều quanh co khúc khuỷu phù văn lệnh bài, lơ lửng ở trước mặt mình. Diệp Trần tinh tường nhớ kỹ, phía trước hắn xung kích thánh thể thời điểm, trước mắt căn bản không có như thế một khối lệnh bài, chỉ có cái kia 12 mai bên trên cổ đồ đằng lơ lửng tại bốn phía. Đúng. Những cái kia bên trên cổ đồ đằng đi nơi nào? Quét mắt bốn phía, Diệp Trần lập tức có chút lớn mắt chừng đôi mắt nhỏ. Vừa rồi hắn xung kích thánh thể, quá mức đầu nhập, vậy mà không có chú ý tới bốn phía biến hóa. Cái kia 12 mai bên trên cổ đồ đằng vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một quả như vậy cổ quái lệnh phù. Chẳng lẽ nói, cái kia 12 mai bên trên cổ đồ đằng, dung hợp trở thành một quả này cổ quái lệnh phù. Sắc mặt hồ nghi Diệp Trần, đưa tay đem cái này lệnh phù bắt được trong tay. Hắn có thể đủ tinh tường cảm ứng được, cái này lệnh phù bên trên, vẫn lưu lại 12 mai bên trên cổ đồ đằng khí tức, cho nên Diệp Trần mới có thể sinh ra 12 mai bên trên cổ đồ đằng dung hợp ý nghĩ. Cúi đầu nhìn về phía cái này lệnh phù, Diệp Trần đầu tiên chú ý tới, nếu như phù mặt ngoài khắc họa lấy những cái kia đồ văn.
Cứ việc lệnh phù cũng không lớn, nhưng mà tại lệnh phù mặt ngoài, vẫn rõ ràng khắc họa lấy Man Ngưu đồ đằng chờ đồ văn. 12 loại đồ đằng đồ văn, vần quanh cái này cổ quái lệnh phù một vòng, tại lệnh phù vị trí trung ương, thì khắc họa lấy hai cái chữ to. Quân vương. Vẹn vẹn chỉ là quân vương hai chữ, lại tựa hồ như mang theo vô cùng uy nghiêm, để cho người ta nhìn không được có loại quỳ bái cảm giác. Thánh tộc quân vương lệnh, chẳng lẽ đây mới là 12 mai bên trên của đồ đằng chân diện mục? Diệp Trần trong miệng ấy tự nói một câu, đem cái này lệnh phù lật đi lật lại nhìn kỹ đứng lên. Bất kể nói thế nào, cái này quân vương lệnh cũng là 12 mai bên trên của đồ đằng dung hợp mà thành, tuyệt nên tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Quân vương làm chính diện, khắc họa lấy 12 mai bên trên cổ đồ đằng đồ văn, cùng với quân vương hai chữ. Mà quân vương làm mặt sau, thì vẻn vẹn có bốn cái chữ nhỏ, cái này bốn cái chữ nhỏ nội dung là như chấm đích thân tới. Thật linh thế giới bên ngoài, một chỗ hoàn toàn độc lập tồn tại tiểu không gian. Mảnh này tiểu không gian, trong đó diện tích cũng không lớn, liền thật linh thế giới bất kỳ một khối nào đại lục 1% diện tích cũng không bằng. Nhưng mà ở mảnh này trong không gian nhỏ, nhưng cũng sinh tồn chừng hơn triệu nhân khẩu. Ở nơi này khối tiểu không gian vị trí trung ương, đứng vững một tòa cao lớn thần miếu, xuất nhập thần miếu nhân, tất cả đều tản ra khí tức cường đại. Làm, ngay tại Diệp Trần nắm vuốt viên kia quân vương lệnh kiểm tra thời điểm, bên trong tòa thần miếu này, đột nhiên truyền ra một tiếng du dương tiếng chuông. Tiếng chuông to rõ, rất xa truyền bá ra ngoài, mảnh này trong không gian nhỏ, mỗi một cái nghe được tiếng chuông nhân, cũng là thần sắc đột biến. Bỗng nhiên đứng dậy, hướng về thần miếu chỗ chạy tới. Rất nhanh, thần miếu bốn phía liền tụ tập được rậm rạp chẳng chịt đám người. Nhưng mà có tư cách tiến vào trong thần miếu bộ người, cũng không có bao nhiêu, vẻn vẹn có mấy tên sắc mặt ngưng trọng lão giả, đi nhanh tiến vào trong thần miếu. Thiên huyết thánh vương Tần Tiêu Diêu, bây giờ trở thành tại thần miếu đám người chung quanh bên trong, ở bên cạnh hắn, Tả Khâu Nghi cũng lặng yên mà đứng. Lấy hai người bọn họ thân phận thực lực, vậy mà cũng không tư cách tiến vào tòa thần miếu này, mà Tần Tiêu Diêu hai người, đối với cái này cũng không mảy may bất mãn, bởi vì dưới mắt bọn hắn vị trí, chính là thánh tộc năm đó đại bản doanh thánh vực. Mảnh này thánh vực, cơ hồ có thể xem là một chỗ không gian độc lập. Chỉ là quy mô của nó quá nhỏ, kém xa thật linh thế giới mà thôi. Thánh tộc người tại thánh vực bên trong đã sinh sôi mười mấy vạn năm, bây giờ vậy mà sinh sôi ra ước chừng hơn triệu nhân khẩu, hoàn toàn chính xác có thể xưng hết sức kinh người. Bất quá đáng tiếc người, mặc dù đi qua đại lượng sinh sôi, thánh tộc nhân khẩu tăng nhiều, nhưng mà thánh tộc bên trong cường giả số lượng, nhưng còn xa không bằng trước kia cường đại. Sở dĩ sẽ như thế, một cái là bởi vì những thứ này thánh tộc người, có đầu rút cổ tại thánh vực bên trong, đã sớm đã mất đi qua phấn đấu chi tâm. Thứ hai nhưng là bởi vì, mảnh này thánh vực thực sự quá nhỏ, một vùng không gian nếu là quá nhỏ, mang ý nghĩa tài nguyên trong đó liền thiếu đi. Giống như là thật linh thế giới, liền còn lâu mới có thể cùng tiềm long thế giới so sánh. Nhưng mà mảnh này thánh vực, lại ngay cả cùng thật linh thế giới tương đối tư cách cũng không có. Loại hoàn cảnh này, thánh vực bên trong đàn sinh cường giả, liền thật linh thế giới vô số cường giả cũng không bằng. Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi trước đây trở lại thánh vực sau đó, nhìn thấy một màn như thế, cũng chỉ có thể thổn thức không thôi, lòng sinh bất đắc dĩ. Thế gian này, vốn cũng không có thể có cái gì thập toàn thập mỹ sự tình. Thánh vực bên trong thánh tộc người có thể sinh sôi đến loại trình độ này, nếu là một điểm đại giới cũng không trả ra, như thế nào có thể. Tại thánh vực bên trong chờ đợi lâu như vậy, Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Nghi cũng dần dần bắt đầu thích ứng nơi này sinh hoạt. Cùng quen bạn mới mấy vị hảo hữu đứng chung một chỗ, Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Nghi bọn người, đang thấp giọng nói thầm. Thánh vực bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vậy mà đem trong thần miếu chấn tâm chung cho gõ vang. Cái này chấn tâm chung, mặc dù không tính toán thánh vực bên trong bảo vật chân quý nhất, thế nhưng lại là thánh tộc cực kỳ trọng yếu chi vật. Một khi chấn tâm chung vang lên, thanh âm liền sẽ truyền khắp thánh vực các nơi, nghe được thanh âm thánh tộc cường giả, tất cả đều ngay lập tức sẽ đuổi tới thần miếu chỗ. Qua lại thời điểm, cũng chỉ có cách mỗi trăm năm, thánh tộc tộc tế thời điểm. Các trưởng lão mới có thể gõ vang cái này chấn tâm chung, nhưng là bây giờ, khoảng cách tộc tế còn có thời gian mấy chục năm, các trưởng lão lại đột nhiên gõ vang chấn tâm chung, đương nhiên sẽ cho người cảm thấy hồ nghi, đoán không được đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tại bốn phía mọi người xì xào bàn tán bên trong, một cái vóc người cao gầy lão giả, nhanh chân từ trong thần miếu đi ra. Ánh mắt tại thần miếu bốn phía rất nhiều người trong đám quét mắt một mắt,
cao gầy ánh mắt của lão già dừng lại ở Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi trên thân, hai người các ngươi, theo ta tiến vào một chuyến. Là, trưởng lão, Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi, mặc dù mặt mũi tràn đầy mê hoặc, thế nhưng là cũng không vi phạm cao gầy lão giả lời nói, theo hắn tiến nhập thần miếu bên trong. Giờ khắc này ở tòa thần miếu này bên trong, thình lình đã tụ tập vượt qua 20 vị thánh tộc trưởng lão. Tại thánh vực bên trong, chỉ có tu vi đạt đến thần đạo cảnh giới, mới có thể trở thành trưởng lão. Bất quá những trưởng lão này ở trong, ít nhất một nửa người, khi nhìn đến Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi hai người thời điểm, thần sắc căn bản không dám kiêu căng, ngược lại lộ ra cung kính thần sắc. Phải biết, Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi, nhưng mà năm đó từ ngàn xưa chi chiến liền đã tồn tại thế hệ trước cao thủ, những thứ này tân tấn trưởng lão, ở tại bọn hắn trước mặt hai người, căn bản không dám quá mức làm càn. Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi mặc dù địa vị cực cao, nhưng mà tại một đám thần đạo trước mặt cường giả, hai người cũng không dám khinh thường, từng cái hoàn lễ, nhất là đối mặt ở vào phía trước nhất vị đại trưởng lão kia thời điểm, Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi trong thần sắc, càng là tràn đầy cung kính thần sắc. Vị này đại trưởng lão, tại từ ngàn xưa chi chiến phía trước, liền từng là thánh tộc một tôn cường giả, phụ trách tỏa trấn thánh vực. Nếu nói các trưởng lão khác, nhiều lắm là chỉ có thể coi là Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi cùng thế hệ mà nói, vậy vị này đại trưởng lão, thì chân thật chính là hai người tiền bối cấp nhân vật. Cho nên toàn bộ thánh vực bên trong, vị này đại trưởng lão uy vọng, không ai bằng. Thích Thiên, Khâu Mi, hai người các ngươi cũng là thánh tộc nhân vật thế hệ trước, cùng chúng ta nơi nào khách khí. Đại trưởng lão ngữ khí lộ ra rất lạnh nhạt, thuận miệng nói một bộ, chợt thần sắc nghiêm túc nói, Thích Thiên, vừa rồi ta cảm thấy chúng ta thánh tộc quân vương làm dị động, nếu như ta cảm ứng không có sai, thánh tộc quân vương lệnh, cũng đã lại thấy ánh mặt trời. Thánh tộc quân vương lệnh. Lại thấy ánh mặt trời, Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi hai người thần sắc lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau một khắc, hai người trong đầu lập tức toát ra một cái ý niệm. Nói như vậy, Diệp Trần tiểu tử kia, cuối cùng đem thánh linh chi tâm cho đoạt lại. Nghĩ đến những thứ này, Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi trên mặt, liền nhìn không được lộ ra chấn kinh biểu lộ. Thật linh thế giới cách cục, đã sớm rắc rối phức tạp, xa không phải trước kia có thể so sánh, nhất là ám thần. So với trước kia càng là thâm bất khả chắc, liền Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi hai người, cũng không muốn lại tiếp tục trêu chọc ám thần. Cho nên hai người biết rõ thánh linh chi tâm trở thành tại ám thần trong tay, nhưng lại không nghĩ trăm phương ngàn kế đem truy hồi. Mà bây giờ, quân vương lệnh tái hiện, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, tức Diệp Trần từ ám thần trong tay, đem thánh linh chi tâm cho đoạt lại. Tuy Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi hai người, đối với Diệp Trần tương lai cực kỳ xem trọng, thế nhưng là cũng không thấy Diệp Trần có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đem thánh linh chi tâm đoạt lại. Cho nên bây giờ, hai người mới có thể lộ ra khiếp sợ như vậy. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, Diệp Trần rốt cuộc là làm sao làm được điểm này. Trong lòng sợ hãi than một tiếng, ánh mắt hai người nhìn về phía đại trưởng lão. Thật linh thế giới tình huống, hai người trước kia đã từng báo cho đại trưởng lão. Bởi vậy, hai người tin tưởng, đại trưởng lão bây giờ hẳn là cũng minh bạch thật linh thế trong giới hạn phát sinh dị biến. Chỉ là đại trưởng lão sau đó muốn làm thế nào chờ quyết định, hai người liền không cách nào dự đoán. Hôm nay thánh vực, không giống như trước kia, trải qua mười mấy vạn năm phát triển, bây giờ thánh vực bên trong đám người, đã thành thói quen loại này hòa bình an nhàn thời gian, đánh mất qua lại tranh đấu chi tâm. Cho nên liền xem như đại trưởng lão bây giờ quyết định nhường thánh tộc quay về thật linh thế giới, đoán chừng cũng sẽ có không ít người phản đối. Đại trưởng lão mày nhăn lại, trầm tư phút chốc, ánh mắt nhìn về phía Tần Tiêu Diêu hai người đạo, Thích Thiên, quân vương lệnh tái hiện, chúng ta thánh tộc tuyệt đối không thể coi nhẹ, vợ chồng các ngươi hai người, đối với thật linh thế giới tình huống quen thuộc nhất, cho nên ta muốn để các ngươi lại đến thật linh thế giới đi một chuyến, tốt nhất nghĩ biện pháp đem quân vương lệnh mang về. Tần Tiêu Diêu cũng không trực tiếp đáp ứng đại trưởng lão thỉnh cầu, mà là hơi có chút hùng hổ dọa người đạo, đại trưởng lão, nếu là ta đem quân vương lệnh mang về, ngươi sẽ như thế nào xử trí hắn? Tần Tiêu Diêu trong miệng hắn, đương nhiên là chỉ Diệp Trần. Điểm ấy, trong đại điện đám người, trong lòng tất cả đều tin tưởng. Đối với thánh tộc người mà nói, Diệp Trần, kỳ thực chính là một cái ngoại nhân, mặc dù Diệp Trần kế thừa thánh tộc truyền thừa, Diệp Trần cũng không phải là thánh tộc người thân phận, căn bản là không có cách sửa đổi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, thánh tộc quân vương lệnh, cư nhiên bị một ngoại nhân kế thừa. Nếu là Diệp Trần đi tới thánh vực, đến cùng sẽ phải chịu cỡ nào đãi ngộ, Tần Tiêu Diêu căn bản là không có cách xác định,
cho nên hắn nhất thiết phải sớm hỏi rõ. Đi tới thánh vực trong khoảng thời gian này, Tần Tiêu Diêu mặc dù trải qua thoải mái, nhưng mà đối với thánh vực hôm nay hiện trạng, hắn lại hết sức bất mãn. Tần Tiêu Diêu trong lòng, vẫn muốn khôi phục thánh tộc đi qua huy hoàng. Mà thánh vực bên trong thánh tộc người, hiển nhiên đã không có năng lực làm đến điểm ấy. Bởi vậy Tần Tiêu Diêu muốn trọng trấn thánh tộc huy hoàng hy vọng, chỉ có thể đặt ở Diệp Trần trên thân. Chỉ là xem ở điểm này, Tần Tiêu Diêu liền không muốn Diệp Trần xảy ra chuyện. Cho nên bây giờ Tần Tiêu Diêu tình nguyện vi phạm đại trưởng lão ý nguyện, cũng muốn đem việc này hỏi rõ. Ta không biết, đại trưởng lão trầm mặc rất lâu, cuối cùng thở dài nói, thánh tộc quân vương lệnh đánh mất đã mười mấy vạn năm, bây giờ quân vương lệnh tái hiện, lại lựa chọn một ngoại nhân làm người thừa kế, chuyện này đến tột cùng là tốt hay xấu, ta cũng không cách nào kết luận. Cũng không nhận được mình muốn đáp án, Tần Tiêu Diêu thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ vô cùng, dưới chân càng là một bước không lùi, nhìn chằm chằm đại trưởng lão, chờ đợi đại trưởng lão cho chính xác hồi phục. Chỉ là điểm ấy, cũng có thể thấy được, khi xưa thánh tộc tộc nhân, cùng hôm nay thánh tộc giữa tộc nhân khác nhau. Giống như là Tần Tiêu Diêu bọn người, tất cả đều là ở máu và lửa bên trong trưởng thành lên thánh tộc cường giả, bây giờ liền xem như thực lực không bằng những bọn tiểu bối này, nhưng mà về mặt tâm cảnh, nhưng phải mạnh quá nhiều. Cho nên dù cho là đối mặt đại trưởng lão, Tần Tiêu Diêu cũng có thể kiên trì cái nhìn của mình, không có chút nào dao động. Liền một bên Tả Khâu Mi, cũng giống như thế. Đại trưởng lão ánh mắt tại Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi trên thân quét mắt phút chốc, đột nhiên lắc đầu cười nói, hai người các ngươi không cần khẩn trương như vậy, trước đây chúng ta chịu vì quân vương làm truyền nhân chế tạo phù đồ cổ tháp, thậm chí ngay cả quân vương thánh kiếm cũng giao cho ngươi, liền đủ để chứng minh, chúng ta đối với vị này quân vương lệnh truyền nhân, cũng không ác ý, nếu là hắn chịu đến đây thánh vực, ta có thể bảo đảm, an nguy của hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Như thế, vậy thì cảm ơn đại trưởng lão. Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi thở dài một hơi, cùng một chỗ khom mình hành lễ đạo, vậy chúng ta lập tức xuất phát, tiến đến Thật Linh Thế Giới, đem Diệp Trần mời đi theo. Thật Linh Thế Giới, Thần Tuyền Hải Vực, thánh tộc di tích trong mật thất. Diệp Trần cầm trong tay viên kia thánh tộc quân vương lệnh, lật đi lật lại cẩn thận tra xét. Làm Diệp Trần nhìn thấy chính diện cái kia quân vương hai chữ thời điểm, vẹn vẹn chỉ là cảm thấy một loại uy nghiêm cảm giác. Nhưng mà quân vương lệnh mặt sau, như chấm đích thân tới, bốn chữ này, lại tựa như lợi kiếm, tại Diệp Trần ngưng thần nhìn thời điểm, vậy mà đâm Diệp Trần hai mắt nhói nhói. Cái này quân vương làm chính diện cùng phía sau kiểu chữ, vậy mà không phải cùng là một người khác đi ra ngoài, quả thật kỳ quái. Diệp Trần thần sắc kinh ngạc, lật đi lật lại nghiên cứu cái này quân vương làm cho lâu, nhưng cũng không có nghiên cứu ra môn đạo gì. Nói cho cùng, Diệp Trần đối với thánh tộc sự tình, biết được vẫn là quá ít. Nhất là cái này 12 mai đồ đằng dung hợp mà thành quân vương lệnh, Diệp Trần càng là lần thứ nhất tiếp xúc, như thế nào có thể lập tức liền phát hiện quân vương làm chân chính bí mật. Cái này vẫn là sau đó nghiên cứu lại, bây giờ ta thoát khỏi thần linh chi thân, hơn nữa còn tu thành phân thân, dưới mắt chuyện quan trọng nhất, hẳn là nghĩ biện pháp đi tới Tiềm Long Thế Giới. Diệp Trần đem viên kia quân vương lệnh nắm ở trong tay thưởng thức chỉ chốc lát, chợt đem trực tiếp thu hồi. Lần này bế quan, Diệp Trần không những đem thánh linh chi tâm dung nhập thể nội, tự thân càng là tu thành thánh thể, có thể nói vui mừng không thôi. Nhưng mà kế tiếp, hắn nhưng phải đối mặt vấn đề khó khăn lớn hơn, đó chính là như thế nào đi tới Tiềm Long Thế Giới. Đi tới Tiềm Long Thế Giới phương pháp, Diệp Trần trước mắt biết được, cũng chỉ vẻn vẹn có ba loại. Loại phương pháp thứ nhất, chính là mượn nhờ thế giới thuyền. Nhưng mà đáng tiếc là, Thật Linh Thế trong giới hạn huy nhất một chiếc thế giới thuyền, đã bị Tô Nhu Anh bọn người thôi động, đi đến Tiềm Long Thế Giới. Loại phương pháp thứ hai, nhưng là tu vi đạt đến tổ thần cảnh giới, tiếp đó kháng trụ trong hư không lôi kiếp, hoành độ hư không, đến Tiềm Long Thế Giới ải. Phương pháp này, đối với này khác nóng lòng muốn đi tới Tiềm Long Thế Giới Diệp Trần mà nói, rõ ràng cũng 10 phần không thực tế. Mà loại thứ ba phương pháp, nhưng là nghĩ biện pháp liên lạc với Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi hai người. Diệp Trần thế nhưng là tinh tường nhớ kỹ, trước đây Tả Khâu Mi nói qua, tại thánh tộc trong thánh vực, liền có đi tới Tiềm Long Thế Giới phương pháp. Bất quá phương pháp này dưới mắt vẫn như cũ không làm được, bởi vì Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi, bây giờ đã sớm rời đi Thật Linh Thế Giới, tiến nhập thánh vực. Yên tĩnh trong mật thất, Diệp Trần cau mày, không ngừng suy tư. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Trần bản mệnh pháp thân, lại đột nhiên lông mày nhíu lại, một cỗ ý niệm, truyền vào Diệp Trần bản thể ở trong. Cái gì?
Thiên Huyết Thánh Vương Hòa Tả Khâu Mi tiền bối vậy mà tại Thật Linh thế giới một lần nữa hiện thân, bây giờ đang hướng về Nguyệt Thần Điện mà đi. Diệp Trần đầu tiên là ngạc nhiên phút chốc, chợt vui liệt khai miệng. Đây thật là ngủ gật có người tiến đưa gối đầu, hắn còn vừa mới đang rầu rĩ, muốn thế nào liên lạc với Tần Tiêu Diêu hai người, lại không nghĩ, hai người bọn họ vậy mà trực tiếp đã trở về. Lấy bây giờ Diệp Trần phân thân đối với Thật Linh thế giới năng lực trưởng khống, tại Tần Tiêu Diêu hai người xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Trần đã cảm ứng được, căn bản không cần hao phí thời gian đi tìm Tần Tiêu Diêu hai người. Ông! Diệp Trần phân thân thân ảnh nhoáng một cái, đi thẳng trong mật thất, phân thân của hắn kế thừa 9 loại bản nguyên chi lực, đương nhiên cũng kế thừa loại này trong nháy mắt na di năng lực. Nguyệt Hoa Đại Lục, Tần Tiêu Diêu Hòa Tả Khâu Mi hai người, mới vừa từ thánh vực chạy về, chính là muốn đuổi tới Nguyệt Thần Tộc, hỏi thăm một chút Diệp Trần hành tung. Nào có thể đoán được, hai người vừa mới bắt đầu gấp rút lên đường, một cỗ đáng sợ áp lực, liền đột ngột từ trên trời giáng xuống, để cho hai người lạnh cả người. Thật linh thế giới, chuyện gì xuất hiện loại này cường giả, vậy mà chỉ dựa vào một cỗ khí thế, liền để hai người chúng ta không thể động đậy. Trong lòng dưới sự kinh hãi, Tần Tiêu Diêu Hòa Tả Khâu Mi thần sắc, biến xanh xám vô cùng. Ông một tiếng, một thân ảnh, tại trước mặt hai người chợt ngưng kết ra. Diệp Trần, Tần Tiêu Diêu Hòa Tả Khâu Mi hai người, mắt kinh ngây mồm nhìn xem xuất hiện ở trước mặt hai người Diệp Trần. Mặc dù vẻn vẹn một đạo phân thân, nhưng mà đạo này phân thân, cũng Diệp Trần bản thể, khác nhau cũng không lớn. Hai vị tiền cùng thế hệ, Diệp Trần quay đầu nhìn về phía hai người, nhếch miệng nở nụ cười. Theo Diệp Trần khí tức trên thân thu liễm, Tần Tiêu Diêu Hòa Tả Khâu Mi hai người, trên người cảm giác khó chịu cũng dần dần biến mất. Ánh mắt hồ nghi quét mắt Diệp Trần, Tần Tiêu Diêu trong đôi mắt, đột nhiên lộ ra mấy phần đau lòng nhức óc thần sắc đạo, Diệp Trần, ngươi có phải hay không kế thừa Thật Linh thế giới bản nguyên chi lực, trở thành tân nhiệm thần linh. Tiền bối mắt thật là tốt, đúng là như thế. Diệp Trần cười khẽ một tiếng đạo. Hiện tại hắn trên thân bản nguyên chi lực quanh quẩn, chỉ cần hơi có chút nhãn lực người, cũng có thể nhìn ra điểm ấy, căn bản không cần Diệp Trần nói thêm cái gì. Diệp Trần, ngươi sao có thể? Cùng ban đầu Niếp Trấn một dạng, biết được Diệp Trần đã trở thành tân nhiệm thần linh, Tần Tiêu Diêu trong đôi mắt, ngoại trừ đau lòng nhức óc bên ngoài, càng là nhiều hơn mấy phần vẻ thất vọng, trong miệng càng là không lưu tình chút nào, liên tiếp bắt đầu của mắng Diệp Trần, còn kém chửi ầm lên. Tương tự kinh lịch, Diệp Trần cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai, cho nên không đợi Tần Tiêu Diêu nói xong, rất thẳng thắn vung tay lên, một cỗ thế giới chi lực bao trùm Tần Tiêu Diêu Hòa Tả Khâu Mi hai người, đem hai người trực tiếp dẫn tới Thần Tuyển Hải vực thánh tộc di tích bên trong. Thánh tộc bên trong di tích, Tần Tiêu Diêu Hòa Tả Khâu Mi hai người, nhìn xem trước mặt hai cái Diệp Trần, há hốc mồm ra, cơ hồ có thể tắc hạ một quả trứng gà. Tại sao có thể có hai cái Diệp Trần, cái này? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Tiêu Diêu mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Nhìn xem sắc mặt khiếp sợ Tần Tiêu Diêu, Diệp Trần bây giờ cũng là sắc mặt cổ quái, không nhịn được nói tiền bối chẳng lẽ không biết huyễn thân pháp tắc? Huyễn thân pháp tắc, đây là cái gì? Tần Tiêu Diêu Hòa Tả Khâu Mi liếc nhau một cái, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Nhìn xem Tần Tiêu Diêu hai người không hề giống là ở ngụy trang, Diệp Trần lập tức nhìn không được nở nụ cười khổ. Diệp Trần ngưng luyện ra bản mệnh pháp thân, từ nay về sau, chẳng khác nào là có hai cái mạng, nhưng mà cái tiền đề này là, bản mệnh pháp thân không bị người phát hiện. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Trần liền định đem cái này bí mật ẩn giấu đi, không dễ dàng nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ là Tần Tiêu Diêu hai người, vốn chính là thánh tộc người, Diệp Trần còn tưởng rằng hai người đã sớm biết được huyễn thân phép tắc tồn tại, cho nên mới sẽ trực tiếp mang theo hai người, đi tới nơi đây. Nào có thể đoán được, Tần Tiêu Diêu Hòa Tả Khâu Mi hai người, đối với huyễn thân phép tắc sự tình, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Tính toán, ngược lại trước mắt cái này hai vị tiền cùng thế hệ, cũng không phải không biết nặng nhẹ người, tin tưởng bọn họ sẽ không đem này bí mật tùy ý tiết lộ ra ngoài. Diệp Trần cười khổ một tiếng, không còn giấu giếm cái gì, đem huyễn thân phép tắc sự tình, cáo chi Tần Tiêu Diêu Hòa Tả Khâu Mi hai người. Hai người nguyên bản là thánh tộc người, nghe Diệp Trần hơi giảng giải, lập tức minh bạch hết thảy. Cái này huyễn thân pháp tắc, hẳn là thánh tộc bí pháp một trong, hai người chúng ta, tu vi dù sao vẫn là quá yếu, cho nên căn bản không tư cách tiếp xúc những thứ này. Nghe xong Diệp Trần nói tới, Tần Tiêu Diêu thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, thở dài một tiếng nói, Diệp Trần, dù cho ngươi đã tu thành phân thân, thế nhưng là sau đó làm việc, vẫn như cũ phải cẩn thận một chút, bằng không mà nói, dù cho có phân thân,
Ngươi cũng có thể là thân tử đạo tiêu, giống như là năm đó đời thứ ba quân vương một dạng. Nâng lên Tần Thích Thiên, liền một bên Tả Khâu Mi, thần sắc cũng lập tức mở đi mấy phần. Cái này huyễn thân pháp tắc, rõ ràng là thánh tộc quân vương đặc hữu một loại bảo mệnh bí thuật. Lấy trước kia Tần Thích này thiên tư, vô cùng có khả năng, cũng sắp này bí thuật tu hành thành công. Thế nhưng là cuối cùng, Tần Thích Thiên lại vẫn chết tại từ ngàn xưa chi chiến bên trong. Có thể thấy được, liền xem như lợi hại hơn nữa bảo mệnh bí thuật, cũng đánh không lại nhân tâm đại thế. Tần Tiêu Diêu cảm thán một câu, thần sắc đột nhiên nghiêm túc rất nhiều, nhìn chằm chằm Diệp Trần đạo, Diệp Trần, ngươi nên đã đem thánh linh chi tâm đoạt lại, hơn nữa nhường quân vương lệnh lại thấy ánh mặt trời đi, không biết có thể để cho ta lại nhìn một mắt quân vương lệnh. Tiền bối quả nhiên mắt sáng như đuốc, Diệp Trần thần sắc đạm nhiên, đem quân vương lệnh lấy ra, giao cho Tần Tiêu Diêu. Cái này quân vương lệnh, chính là 12 mai thượng cổ đồ đằng dung hợp mà thành, phía trên đã lưu lại Diệp Trần lạc ấn, người khác liền xem như muốn đoạt, cũng không khả năng cướp đoạt đi. Quả nhiên là quân vương lệnh, nhìn thấy quân vương lệnh, Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi đều là thần sắc chấn động, trong đôi mắt lộ ra thần sắc kích động, thận trọng đem quân vương lệnh nhận vào tay, tiếp đó cẩn thận tra xét. Diệp Trần chờ ở một bên chỉ chốc lát, nhìn không được nói, hai vị tiền cùng thế hệ, cái này quân vương lệnh, đến cùng có chỗ lợi gì? Vì cái gì ta ở phía trên, cũng không phát hiện bất luận cái gì bí mật. Ngươi không có bắt được thánh tộc hoàn chỉnh truyền thừa, không biết quân vương làm huyền bí cũng không kỳ quái, kỳ thực liền xem như chúng ta, cũng đồng dạng không biết cái này quân vương làm chỗ thần kỳ, chỉ biết là, cái này quân vương lệnh, chính là ta thánh tộc đệ nhất chí bảo. Tần Tiêu Diêu vẻ mặt nghiêm túc, đem trong tay quân vương lệnh, một lần nữa còn đưa Diệp Trần, sau đó nói, Diệp Trần, ngươi nếu là muốn biết được quân vương làm toàn bộ bí mật lời nói, e rằng nhất định phải theo chúng ta đi tới thánh vực, đi gặp mặt đại trưởng lão, chỉ có đại trưởng lão mới biết được khối này quân vương lệnh bên trên ẩn chứa bí mật. Một bên Tả Khâu Mi nói bổ sung, Diệp Trần, chúng ta chuyến này, kỳ thực chính là phụng mệnh mà đến, mời ngươi đi tới thánh vực, bất quá cụ thể ngươi là có hay không muốn đi thánh vực, còn muốn ngươi mình làm quyết định. Đi, đương nhiên muốn đi, Diệp Trần hai mắt tỏa sáng, không chần chờ chút nào đảo. Hắn vốn là dự định mượn nhờ thánh vực, đi tới tiềm long thế giới. Cho nên liền xem như Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi chưa từng xuất hiện, Diệp Trần cũng sẽ chủ động đuổi tới thánh vực. Bây giờ có Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi chỉ dẫn, Diệp Trần đi tới thánh vực, khẳng định muốn đơn giản rất nhiều. Diệp Trần, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút, bây giờ thánh vực, có chút cổ quái. Tần Tiêu Diêu thở dài một tiếng, đem bây giờ thánh vực bên trong đại khái cách cục, cáo chi Diệp Trần. Bởi vì cái gọi là một đời người mới thay người cũ, mười mấy vạn năm qua đi, bây giờ thánh vực bên trong thánh tộc người, đã sớm không còn trước kia, mà là từ một đời mới thánh tộc hậu nhân độc quyền. Những thứ này thánh tộc hậu nhân, đối với thánh tộc lòng trung thành, cũng không tính quá mạnh, đối với thánh tộc qua lại vinh quang, càng là biết không nhiều. Bọn hắn quan tâm, càng nhiều hơn chính là ích lợi của mình. Mà Diệp Trần hết lần này tới lần khác cầm trong tay quân vương lệnh, chính là thánh tộc không thể nghi ngờ đời sau quân vương. Loại tình huống này, Diệp Trần nếu là mạo muội đi tới thánh vực, tất nhiên sẽ gây nên thánh vực người phản cảm thậm chí địch ý. Cái này cũng là vì cái gì, Tần Tiêu Diêu đối với Diệp Trần đi tới thánh vực sự tình, biểu hiện 10 phần do dự nguyên nhân. Hai vị tiền cùng thế hệ không cần khuyên nữa, thánh vực hành trình, ta nắm chắc phần thắng, dù là cái này thánh vực là đầm rồng hang hổ, ta cũng nhất định phải xông vào một lần. Diệp Trần lông mày nhíu lại, mặc dù đối với thánh vực tình huống tương đương giận mình, thế nhưng là vẫn 10 phần kiên quyết. Tần Tiêu Diêu thấy vậy, cũng sẽ không thuyết phục Diệp Trần, mà là đạo, tốt a, đã ngươi làm ra quyết định, vậy chúng ta lập tức lên đường, chạy tới thánh vực. Nguyệt Hoa Đại Lục, một chỗ đen thui vực sâu phía trước. Theo một cỗ yếu ớt ba động, ba bóng người, ở đây đột ngột xuất hiện. Nguyệt Hoa rực rỡ, chiếu sáng ba người bàng. Ba người này, bỗng nhiên chính là Diệp Trần cùng Tần Tiêu Diêu cùng với Tả Khâu Mi ba người. Diệp Trần, ngươi cái này phân thân, lại có thể trực tiếp đem chúng ta Nazi ở đây, loại năng lực này, thực sự quá mạnh mẽ, xem ra tại chân linh trong thế giới, ngươi tôn này phân thân đã gần như vô địch. Mặc dù đã cảm thụ qua một lần trong nháy mắt Nazi cảm giác, nhưng mà lần này nữa thể nghiệm, Tần Tiêu Diêu vẫn miệng đầy tán thưởng. Bên tai nghe Tần Tiêu Diêu tiếng than thở âm, Diệp Trần ánh mắt, lại tại liếc nhìn bốn phía. Trước mặt bọn hắn mảnh này vực sâu, tên là thần sáng tạo vực sâu. Tục truyền, mảnh này vực sâu, chính là bị một tôn thần đạo cường giả,
một đao chỗ chém ra tới, cho nên tên mới gọi là thần sáng tạo vực sâu. Mặc dù lai lịch bất phàm, nhưng mà cái này vực sâu, kỳ thực hết sức bình thường, chiều sâu cũng rất bình thường, tùy tiện một cái võ giả, cũng có thể đem mảnh này vực sâu dò xét một lần. Bởi vậy, cái này thần sáng tạo vực sâu, tại chân linh thế giới, cũng không có bao nhiêu danh khí. Diệp Trần căn bản không nghĩ tới, Tần Tiêu Diêu trong miệng thông hướng thánh vực thông đạo, vậy mà lại ở vào nơi đây. Hai vị tiền cùng thế hệ, ngươi xác định thông hướng thánh vực thông đạo, trở thành tại ở đây. Diệp Trần cẩn thận cảm ứng thần sáng tạo vực sâu phút chốc, vẫn không có cảm ứng ra mảy may dị thường, cuối cùng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Tiêu Diêu hai người. Tần Tiêu Diêu cũng không mở miệng nói chuyện, mà là ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, giống như là đang quan sát tinh không một dạng. Như thế quan sát phút chốc, Tần Tiêu Diêu mới cười nói, muốn đi trước thánh vực, đương nhiên không có đơn giản như vậy, muốn mở ra cái thông đạo này, cũng là cần nhất định điều kiện. Đưa tay chỉ đỉnh đầu cái này một mảnh tinh không, Tần Tiêu Diêu tiếp tục nói, nơi đây, kỳ thực là trước kia ta thánh tộc cao thủ, tự tay bố trí một tòa siêu viễn cự ly không gian nguyên trận, muốn kích hoạt tòa này nguyên trận, chỉ dựa vào nhân lực, gần như không có khả năng, chỉ có thể dựa vào trời địa chi lực, tinh hoa của Nhật Nguyệt. Diệp Trần bản thân liền là nguyên trận sư, đối với nguyên trận lý giải, so với bình thường võ giả mạnh hơn rất nhiều. Cho nên nghe xong Tần Tiêu Diêu nói tới, Diệp Trần lập tức minh bạch, nếu là nơi đây thật sự có một tòa nguyên trận mà nói, vậy cái này tòa nguyên trận, hoàn toàn chính xác vô cùng không thể, khó trách ở đây nhiều năm như vậy, cũng không có bị người phát hiện. Tần Tiêu Diêu hơi giải thích một chút nơi này nội tình, tiếp đó tinh lực liền phóng ở đỉnh đầu mảnh này rực rỡ tinh không phía trên. Mơ hồ trong đó, Diệp Trần vậy mà cảm thấy, đỉnh đầu tinh không hóa thành từng đạo trùng sáng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Trần trước mặt thần sáng tạo trong vực sâu. Những quang thúc này, giống như từng cây cây cột một dạng, trải rộng tại thần sáng tạo vực sâu các nơi, mảnh này đen thui hẻm núi, vậy mà phảng phất đã biến thành một tòa to lớn nguyên trận. Thật là đáng sợ nguyên trận, loại này nguyên trận, tựa hồ đã vượt qua vậy nguyên trận, có thể xưng thần trận. Vẹn vẹn chỉ là cảm ứng một chút tòa này nguyên trận tồn tại, Diệp Trần liền sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Hấp thu trên trời rác vô số nguyệt hoa, tòa đại trận này lại vẫn không có mở ra dấu hiệu. Ban đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai, chói mắt kiêu dương dâng lên, cái này từng đạo nhức mắt ánh mắt, vậy mà cùng đêm qua nguyệt hoa một dạng, hóa thành trùm sáng, sáp nhập vào tòa này thần sáng tạo trong vực sâu. Diệp Trần khoanh chân ngồi ở thần sáng tạo vực sâu bên cạnh, ngưng thần cảm ứng đến thần sáng tạo trong vực sâu biến hóa. Tu hành nguyên trận, đối với võ giả cảm ứng pháp tắc, có trợ giúp thật lớn. Diệp Trần tại cảm ứng tòa này đáng sợ nguyên trận đồng thời, đối pháp thì cảm ngộ, cũng đột nhiên biến trước nay chưa có rõ ràng. Đồng thời, một cỗ vừa cực nóng, lại bóng mát cổ quái khí tức, xuất hiện ở Diệp Trần trên thân. Âm dương pháp tắc, vẹn vẹn chỉ là quan sát cái này ngũ tuyệt âm dương đại trận mở ra, Diệp Trần vậy mà liền lĩnh ngộ được âm dương pháp tắc tồn tại, phần này ngộ tính, có phần cũng quá kinh khủng một chút ha. Diệp Trần bên cạnh, Tả Khâu Mi chú ý tới Diệp Trần dị biến trên người, nhìn không được trong lòng kinh hô một tiếng. Âm dương pháp tắc, cũng là rất nhiều phép tắc một loại. Hơn nữa, bởi vì đồng thời ẩn chứa âm dương hai loại huyền diệu biến hóa, cho nên cái này âm dương pháp tắc uy lực, cơ hồ cùng bình thường dung hợp pháp tắc tương đương. Diệp Trần thực lực, hiện tại rốt cuộc cường đại cỡ nào? Tả Khâu Mi nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, trên mặt thần sắc khiếp sợ dần dần thối lui, trong lòng âm thầm bắt đầu tính toán Diệp Trần thực lực. Mặc dù nàng biết Diệp Trần phân thân thập phần cường đại, nhưng mà Diệp Trần bản thể cụ thể có thể có bao nhiêu mạnh, nàng và Tần Tiêu Diêu lại cũng không biết được, chỉ có thể nhìn ra, bây giờ Diệp Trần cảnh giới, cũng chỉ là tại thánh đạo cửu trọng thiên mà thôi, cũng không chân chính bước vào thần đạo. Một cái thánh đạo danh giới võ giả, như vậy dễ dàng liền có thể lĩnh ngộ được phép tắc tồn tại, loại thiên phú này, thật là kinh người đến cực điểm. Tương ứng, nếu là đổi thành một tôn thần đạo cường giả, cho dù là lĩnh ngộ được dung hợp pháp tắc, cũng không tính toán nhiều hiếm lạ. Tần Tiêu Diêu mở ra tòa này đủ để câu thông thánh vực không gian nguyên trận, hao phí tới tận 3 ngày thời gian. 3 ngày nay bên trong, ban ngày, ánh sáng của mặt trời mang, ngưng tụ thành cực nóng trùng sáng, thời khắc quán chú đến nguyên trận bên trong. Ban đêm, mặt trăng cùng ngôi sao quang huy, cũng đồng dạng ngưng tụ thành thanh lãnh trùng sáng, không ngừng rót vào nguyên trận. Thái dương cùng trăng sáng quang huy, kỳ thực cũng là một loại năng lượng, chỉ là bởi vì trải rộng toàn bộ thế giới, cho nên lộ ra rất là mỏng manh, căn bản không người để ý.
Nhưng mà dưới mắt tòa này nguyên trận, lại có thể thu hẹp Thái Dương cùng trăng sáng năng lượng, hóa làm mở ra nguyên trận sức mạnh. Ngũ Tuyệt Âm Dương Trận, mở cho ta. Ba ngày sau, vẫn là đêm khuya, Tần Tiêu Diêu trên mặt, thoáng hiện hưng phấn thần sắc, một cỗ cực nóng cùng khí tức âm lương, đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn thần sáng tạo trong vực sâu. Cái này hai cỗ sức mạnh, giống như hai đầu cá con, không ngừng xoay quanh, dây dưa. Cuối cùng, tại hai cỗ lực lượng trung ương, một khe hở không gian, vô căn cứ mở ra. Đây chính là thông hướng thánh vực thông đạo sao, Diệp Trần thanh âm, ở một bên vang lên. Hắn mặc dù một mực đắm chìm tại trong tu hành, nhưng khi Tần Tiêu Diêu đem tòa này nguyên trận kích hoạt thời điểm, hắn cũng đã tỉnh lại. Ba ngày thời gian, nhường hắn thu hoạch cực lớn, không những lĩnh ngộ được âm dương pháp tắc tồn tại, liền hắn tự thân lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc rất nhiều pháp tắc, cũng có cực lớn tiến bộ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá, chính thức bước vào thần đạo cảnh giới. Diệp Trần, cái thông đạo này, chỉ có thể đủ kéo dài một khắc đồng hồ, chúng ta nhất thiết phải lập tức lên đường. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ bị cuốn vào đến hư không loạn lưu bên trong. Tần Tiêu Diêu vẻ mặt nghiêm túc, một ngựa đi đầu, trực tiếp tiến nhập trước mặt vết nứt không gian. Diệp Trần cùng Tả Khâu Mi cũng theo sát lấy tiến vào bên trong. Hư không loạn lưu, cũng chia rất nhiều loại. Giống như là hư vô không gian bên trong loại kia hư không loạn lưu, chỉ có thể coi là làm chân linh thế giới nội bộ không gian tạo ra loạn lưu, uy lực rất là bình thường, không coi là mạnh cỡ nào. Nhưng mà dưới mắt loại này hư không loạn lưu, nhưng là trao đổi giữa hai cái thế giới đáng sợ không gian tạo ra hư không loạn lưu, liền xem như thần đạo cường giả, cũng không dám tùy ý tiến vào loại này hư không loạn lưu bên trong. Mới vừa tiến vào đầu này vết nứt không gian, Diệp Trần bốn phía tia sáng, liền toàn bộ tiêu thất, chỉ còn lại có một vùng tăm tối. Diệp Trần cùng Tần Tiêu Diêu Tả Khâu Mi hai người, liền tại đây trong một vùng tăm tối, không ngừng đi tới. Ba người đi tới ước chừng có một khắc đồng hồ thời gian, phía trước cuối cùng xuất hiện tia sáng. Răng rắc. Ba người sau lưng thông đạo, tại thời khắc này trong nháy mắt nát bấy tiêu thất. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị những thứ này hư không loạn lưu cho cuốn vào. Diệp Trần ba người, cảm thấy sau lưng đầu kia vết nứt không gian tiêu thất, trên mặt đều lộ ra một bộ nghĩ lại mà sợ thần sắc. Vừa rồi nếu là bọn họ động tác chậm một bước nữa, cũng sẽ bị cuốn vào đến hư không loạn lưu bên trong. Cho nên liền Diệp Trần, bây giờ cũng là suất mồ hôi chán, căn bản không nghĩ tới, đi tới thánh vực lại là nguy hiểm như thế một sự kiện. À, đây là, chư tử mới vừa mạo hiểm bên trong khôi phục lại, Diệp Trần liền lập tức bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn. Chỉ thấy bây giờ chỗ của hắn, cũng chỉ là một cái phương viên không đến 10 trượng lớn hình tròn bàn đá phía trên. Cái bàn đá này bốn phía, bị một tầng hào quang nhàn nhạt bao phủ. Vừa rồi Diệp Trần tại vết nứt không gian bên trong chỗ đã thấy tia sáng, chính là chỗ này tầng tia sáng. Mà quang mang bên ngoài, lại là một mảnh hư không, trong hư không, thỉnh thoảng sẽ có từng đạo giống như lôi đình một dạng pháp tắc thoáng hiện, nhưng vùng hư không này nhìn qua vừa thần bí khó lường, lại nguy hiểm vô cùng. Ánh mắt quét mắt bốn phía một vòng, Diệp Trần đã nhìn ra, dưới chân hắn mảnh này bàn đá, đơn giản liền như là trong hải dương một tòa đảo hoang giống như, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi đi. Hơn nữa nói đúng ra, mảnh này bàn đá, liền một tòa đảo hoang cũng không bằng, chỉ có thể coi là làm là một khối đá ngầm. Diệp Trần, không cần kinh ngạc, ở đây chính là thông hướng thánh vực trạm trung chuyển, thánh vực chính là thánh tộc năm đó đại bản doanh, muốn đi vào thánh vực, đương nhiên không có đơn giản như vậy, cái này trạm trung chuyển, chính là vì phòng ngừa có người phát hiện thần sáng tạo vực sâu tòa kia không gian nguyên trận mà thiết lập. Tần Tiêu Diêu thần sắc nhẹ nhõm đi tới. Vỗ vỗ Diệp Trần bả vai, chỉ cần là thánh tộc người, đi tới nơi này, liền xem như an toàn, vận dụng thánh tộc bí pháp, chúng ta có thể dễ dàng đến thánh vực. Tần Tiêu Diêu lúc nói chuyện, Tả Khâu Mi đã đi ra phía trước, đem chính mình một giọt máu, nhỏ giọt dưới chân mâm tròn vị trí trung ương. Trên vị trí này, có một bát hình cái hố nhỏ bên trong cũng đồng dạng có một tầng mông lung tia sáng. Tả Khâu Mi huyết dịch nhỏ vào trong đó, cái hố nhỏ bên trong mông lung tia sáng. Trong nháy mắt hướng về bốn phía bắn ra ngoài. Ông một tiếng, lớn như vậy bàn đá, đột nhiên bay lên, giống như một viên sao băng, trong hư không xẹt qua, cuối cùng chui vào một cái ngoại hình là hình tròn mênh mông tinh thần bên trong. Ở đây, chính là thánh vực. Cuối cùng đã tới. Ở đây, chính là thánh vực. Diệp Trần đi ở thánh vực trên mặt đất, hết sức tò mò quét mắt bốn phía. Vừa rồi, hắn thấy rõ, bọn hắn tiến vào, rõ ràng là một cái hình tròn tinh thần bên trong.
Diệp Trần, không cần nhìn, nơi này đích xác chính là thánh vực. An toàn trở lại thánh vực, Tần Tiêu Diêu lộ ra mấy vị cao hứng nói, ngươi nên còn là lần đầu tiên rời đi chân linh thế giới, cho nên đối với tình huống ngoại giới, không rõ lắm, thánh vực cùng chân linh thế giới một dạng, cũng đều là một phương tiểu thế giới, chỉ là thánh vực phạm vi phải nhỏ hơn nhiều thôi. Tần Tiêu Diêu chào hỏi Diệp Trần một tiếng, tiếp đó mang theo Diệp Trần, một bên gấp rút lên đường, một bên vì Diệp Trần giới thiệu thánh vực tình huống. Những thế giới nhỏ này, đều có đặc sắc, chính là có hình tròn, chính là có trời tròn đất vuông, cũng có làm dứt khoát chính là tầng tầng không gian chồng chất mà thành, cho nên tiểu thế giới bề ngoài, cùng trong tiểu thế giới bộ tình huống, cũng không tương quan. Thánh vực cùng chân linh thế giới khoảng cách rất gần, sở dĩ năm đó thánh tộc phát hiện chân linh thế giới tồn tại sau đó, đầu tiên cải tạo thánh vực, tiếp đó đem thánh vực coi là chân linh thế giới cùng tiềm long thế giới chạm trung chuyển. Hôm nay thánh vực bên trong, hạch tâm chi địa, là phụ trách thánh tộc cúng tế thần miếu, thánh tộc tất cả trưởng lão, bao quát đại trưởng lão, tất cả đều ở vào trong thần miếu, chúng ta bây giờ chính là chạy tới thần miếu chỗ. Ngay tại Diệp Trần cùng Tần Tiêu Diêu Tả Khâu Mi hai người cùng một chỗ chạy tới thần miếu thời điểm, ba người phía trước, đột nhiên xuất hiện một đoàn thân ảnh, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đi tới nơi đây. Là thánh tộc người, những thân ảnh kia chưa tới gần, Diệp Trần đã tinh tường cảm ứng được, trên người bọn họ có đặc biệt khí tức. Chẳng lẽ những thứ này tộc nhân đã biết được Diệp Trần đến, cho nên chạy tới nghênh tiếp. Tần Tiêu Diêu Hòa Tả Khâu Mi đầu tiên là ngạc nhiên phút chốc, chợt lộ ra mấy phần vui mừng. Bất kể nói thế nào, Diệp Trần cũng là bị quân vương lệnh thừa nhận đời thứ tư thánh tộc quân vương, những thứ này thánh tộc hậu nhân liền xem như chưa từng gặp qua thánh tộc quân vương, thế nhưng lại cũng cần phải đối với thánh tộc quân vương, bảo trì đầy đủ tôn kính. Diệp Trần, chúng ta trước tiên dừng lại. Tần Tiêu Diêu kéo lại Diệp Trần, dừng lại ở tại chỗ, dự định gặp qua cái này một quần thánh tộc hậu nhân sau đó, lại tiếp tục chạy tới thần miếu. Xa xa những cái kia thánh tộc hậu nhân, thật nhanh chạy tới. Một nhóm người này, cơ hồ người người cũng là thánh giai cao thủ, trong đó mấy người, thực lực càng là đạt đến thánh giai cửu trọng thiên tình cảnh. Thánh vực bên trong mặc dù tài nguyên thiếu thốn, thế nhưng là thánh tộc truyền thừa lại chưa từng đoạn tuyệt, cho nên có thể đủ xuất hiện nhiều cường giả như vậy, không chút nào kỳ quái. Hai vị tiền cùng thế hệ, các ngươi hẳn là mới vừa từ chân linh thế giới chạy về a. Theo một tiếng gào thét, cái này một quần thánh tộc hậu nhân, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Trần ba người trước mặt. Các ngươi xuất hiện ở đây, chứng minh các ngươi đã biết rồi tin tức, không tệ, chúng ta chính là từ chân linh thế giới chạy về, bây giờ bên người chúng ta vị này, chính là chúng ta thánh tộc, tân nhiệm quân vương. Tần Tiêu Diêu thần sắc trang nghiêm, hướng về phía trước mặt cái này một quần thánh tộc hậu nhân giới thiệu Diệp Trần. Trên thực tế, không cần Tần Tiêu Diêu giới thiệu, cái này một quần thánh tộc hậu nhân, bây giờ ánh mắt liền không có rời đi Diệp Trần trên thân. Nghe được Tần Tiêu Diêu giới thiệu, cái này một quần thánh tộc hậu nhân ở trong, dẫn đầu một người, càng là sắc mặt băng lãnh, từng bước đi xuất đạo Tiêu Giao tiền bối, không thể nói như thế, chúng ta thánh tộc quân vương, đã vẫn lạc mười mấy vạn năm, bây giờ tùy tiện đi ra một tên tiểu tử, vậy mà nói mình là thánh tộc quân vương, chúng ta cũng sẽ không thừa nhận điểm ấy. Cái gì, các ngươi chuyến này, chẳng lẽ không phải vì nghênh đón quân vương quay về? Tần Tiêu Diêu Hòa Tả Khâu Mi sắc mặt, lập tức biến hết sức khó coi. Lúc này, hai người mới cảm giác được, trước mặt cái này một quần thánh tộc hậu nhân trên thân cái kia như có như không địch ý. Rất rõ ràng, cái này một quần thánh tộc hậu nhân, căn bản cũng không phải là vì nghênh đón Diệp Trần, mà là vì tìm Diệp Trần phiền phức mà đến. Mười mấy vạn năm qua đi, thánh tộc quân vương tại thánh tộc bên trong uy vọng, cũng hạ thấp thấp nhất. Nhất là đối với cái này chút thánh tộc hậu nhân mà nói, từ bọn hắn ra đời một khắc này bắt đầu, thánh tộc quân vương bốn chữ này, cũng vẻn vẹn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không đem thánh tộc quân vương quá coi trọng. Cho nên Diệp Trần đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn bất mãn hết sức, lúc này mới cùng một chỗ liên hợp, nửa đường chặn lại Diệp Trần, định cho Diệp Trần một hạ mã uy. Diệp Trần đứng tại Tần Tiêu Diêu Hòa Tả Khâu Mi sau lưng, cau mày nhìn xem những thứ này thánh tộc hậu nhân. Mặc dù phía trước Tần Tiêu Diêu đã nói qua, thánh vực bên trong thánh tộc hậu nhân, cùng năm đó thánh tộc người, đã sớm xảy ra rất nhiều biến hóa, thánh tộc quân vương tại những này thánh tộc hậu nhân trong lòng, đã không có bao nhiêu hy vọng. Nhưng là bây giờ xem ra, tình huống so Tần Tiêu Diêu nói, tựa hồ còn bết bát hơn rất nhiều. Những thứ này thánh tộc hậu nhân, không chỉ là không đem thánh tộc quân vương coi ra gì đơn giản như vậy, Diệp Trần trên người bọn hắn, thậm chí mơ hồ cảm thấy một loại oán hận cảm giác.
Sẽ không phải, bọn hắn đến bây giờ vẫn tại oán hận Tần Thích Thiên, oán hận trước kia từ ngàn xưa chi chiến thánh tộc thảm bại. Diệp Trần trong lòng, âm thầm thì thầm một tiếng. Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi hai người, chặn lại tại những này thánh tộc hậu nhân trước mặt, muốn đem bọn hắn liền như vậy khuyên đi, miễn cho cục diện mất khống chế, trở nên càng ngày càng khó kham. Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi hai người mặc dù quay về thánh vực không lâu, nhưng mà những thứ này thánh tộc hậu nhân, đối với hai vị này đã từng vì thánh tộc dục huyết phấn chiến tiền bối, vẫn tương đương tôn kính. Cho nên bây giờ, cái này một quần thánh tộc hậu nhân, cũng không muốn đắc tội Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi hai người. Một đám người bị Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi ngăn trở, tức giận trong lòng, lập tức chuyển tới Diệp Trần trên thân. Đột nhiên, trong đó một tên thánh tộc cửu trọng thiên võ giả, đột nhiên xông ra, đưa tay chỉ Diệp Trần đạo, ngươi gọi Diệp Trần đúng không? Đã ngươi nói ngươi là thánh tộc quân vương, vậy thì nên có thánh tộc quân vương thực lực, bây giờ ta khiêu chiến ngươi, chỉ cần ngươi chiến thắng ta, ta liền thừa nhận ngươi thánh tộc quân vương thân phận. Bên cạnh những cái kia thánh tộc hậu nhân, bây giờ cũng cùng một chỗ kêu ầm lên, đối với, không có thực lực, cũng muốn coi chúng ta quân vương, đơn giản si tâm vọng tưởng. Tần Tiêu Diêu sắc mặt khó coi, đi đến Diệp Trần bên cạnh, thấp giọng nói, Diệp Trần, không cần để ý tới bọn hắn, chúng ta đi, chỉ cần đuổi tới thần miếu, hết thảy tự nhiên có đại trưởng lão làm chủ. Diệp Trần ánh mắt quét mắt bốn phía, thần sắc lộ ra 10 phần bình tĩnh, đạo cứ như vậy rời đi đương nhiên có thể, nhưng nếu là chuyện này truyền ra, e rằng toàn bộ thánh vực người, đều sẽ coi ta là thành quả hồng mềm, tùy ý nhào nặn. Huống chi, thánh tộc quân vương tên tuổi, tại thánh vực bên trong đã suy sụp, nếu là ta lại tiếp tục lùi bước, những người này chẳng phải là lại càng không đem thánh tộc quân vương coi ra gì. Tần Tiêu Diêu vẻ mặt nghiêm túc đạo, đạo lý này, ta lại làm sao không biết, nhưng mà ngươi không rõ ràng trước mặt những người này nội tình, những người khác không nói, liền nói bây giờ hứa ngươi khiêu khích người này, kẻ này tên là Tần Phong, thực lực đã sớm đạt đến nửa bước thần đạo cảnh giới, hơn nữa hắn càng là học được thánh tộc bí truyền thần đạo võ học, Trường Hận Đao Quyết, coi như là bình thường thần đạo cường giả, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi mặc dù thiên tư cực cao, nhưng mà dù sao một mực ở vào chân linh thế giới, bất kể là tầm mắt, vẫn là hưởng thụ tài nguyên, đều phải kém hơn đối phương, bởi vậy bây giờ không thích hợp cùng hắn liều mạng. Tần Tiêu Diêu hòa Tả Khâu Mi hai người, mặc dù cũng không ra tay thăm dò qua Diệp Trần thực lực, nhưng là bọn họ đối với chân linh thế giới võ học cấp độ, rất là tinh tường. Có thể nói, liền xem như chân linh thế giới thần đạo cường giả, chỉ sợ cũng không chắc chắn có thể đủ đánh bại thánh tộc dòng chính nửa bước thần đạo võ giả. Loại này chênh lệch, sớm tại mười mấy vạn năm trước, liền đã tạo thành. Bây giờ, loại này chênh lệch càng rõ ràng hơn. Đối với Diệp Trần Thiên Phú, Tần Tiêu Diêu cùng Tả Khâu Nghi cho tới bây giờ liền không có hoài nghi tới. Trên thực tế, có thể trở thành thần linh, bản thân cái này liền mang ý nghĩa, Diệp Trần chính là chân linh thế giới, chân chính thiên chi kiêu tử. Nhưng mà lại thiên chi kiêu tử, cũng không khả năng thoát khỏi hoàn cảnh đại thế ảnh hưởng. Giống như là một đầu sinh hoạt tại trong hồ nước cá con, dáng dấp lại mập lại lớn, cũng không khả năng so ra mà vượt trong hải dương cá voi. Cho nên, Tần Tiêu Diêu cố hết sức ngăn cản Diệp Trần cùng trước mặt Tần Phong động thủ. Chính như Diệp Trần vừa rồi nói, thánh tộc quân vương uy vọng, tại thánh vực bên trong đã nhanh muốn hoàn toàn biến mất. Nếu là Diệp Trần lại bại cho Tần Phong, cái kia thánh tộc quân vương còn sót lại điểm này uy vọng, sợ rằng cũng phải hoàn toàn biến mất. So sánh loại tình huống này, vẫn là cũng rất phục mềm một lần, tình huống tốt hơn. Diệp Trần, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, thiên phú của ngươi cực mạnh, chỉ cần đại trưởng lão chịu khai phóng thánh tộc tài nguyên, thực lực của ngươi chắc chắn có thể phi gần thành dài, đến lúc đó ngươi lại bày ra mình năng lực không muộn. Một bên Tả Khâu Nghi đồng dạng đi tới, thấp giọng thuyết phục Diệp Trần đạo. Diệp Trần vốn là muốn cùng trước mắt những thứ này thánh tộc hậu nhân một trận chiến, để bọn hắn biết, bất luận cái gì một cái thánh tộc quân vương, cũng không thể coi thường. Nhưng là bây giờ nghe được Tần Tiêu Diêu hai người thuyết phục, hắn cũng không muốn vi phạm hai người hảo ý, cho nên gật đầu nói tốt à, chúng ta đi trước thần miếu. Tần Tiêu Diêu cùng Tả Khâu Mi hai người, một trái một phải, che chở Diệp Trần, lần nữa khởi hành, hướng về thần miếu chạy tới. Nhìn thấy Diệp Trần cứ như vậy rời đi, này một đám thánh tộc hậu nhân, từng cái sắc mặt xanh xám. Ta nhổ vào, chó má gì tân nhiệm quân vương, liền một điểm dũng khí cũng không có, có tư cách gì làm chúng ta quân vương. Tần Phong càng là hung hăng hướng về phía mặt đất gắt một cái, trong miệng liên thanh mắng đứng lên. Chúng ta đi, đuổi kịp bọn hắn, cái này Diệp Trần muốn làm chúng ta quân vương, cũng phải nhìn chúng ta có đồng ý hay không,
chúng ta cùng nhau đến thần miếu đi, liền xem như bị trưởng lão trừng phạt, chúng ta cũng muốn bóc trần cái này cầu thí tân nhiệm quân vương chân diện mục. Theo một tiếng hô quát, này một đám thánh tộc hậu nhân, cùng một chỗ bay lên, đi theo Diệp Trần ba người sau lưng, hướng về thần miếu chỗ bay đi. Rất nhanh, ngoại hình giống như một tầng tháp cao thần miếu, xuất hiện ở Diệp Trần mấy người trước mặt. Diệp Trần, nơi này chính là thần miếu, đại trưởng lão trở thành tại trong thần miếu, ngươi mặc dù là thánh tộc quân vương, nhưng mà đại trưởng lão đức cao vọng trọng, ngươi tốt nhất thái độ cung kính một chút. Tần Tiêu Diêu một bên căn dặn Diệp Trần, một bên mang theo Diệp Trần, từ đó trên trời rơi xuống, rơi vào thần miếu lối vào vị trí. Tòa thần miếu này cửa vào, có ước chừng 8 vị cầm trong tay chiến kiếm thánh đạo võ giả thủ hộ. Siêu, Tần Phong bọn người, theo sát lấy hạ xuống tới, từng cái sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Trần, thế nhưng lại cũng không tiếp tục khiêu khích. Đây là thần miếu, chính là thánh vực bên trong, thần thánh nhất chỗ, Tần Phong bọn người liền xem như lại vì phẫn nộ, lại vì không phục, cũng không dám ở đây phát tiết nộ khí. Ngay lập tức đi bẩm báo trưởng lão, liền nói chúng ta đã đem thánh tộc đời tiếp theo quân vương mời được thánh vực. Tần Tiêu Diêu đi ra phía trước, hướng về phía thần miếu cửa vào một cái vệ sĩ đạo. Tiền bối chờ, tên này vệ sĩ không dám khinh thường, nhanh chóng quay đầu đi vào thần miếu đi, đi hướng các trưởng lão bẩm báo tình huống. Mà khác bảy tên thủ vệ, cũng Tần Phong bọn người một dạng, ánh mắt không ngừng đánh giá Diệp Trần, đối với Diệp Trần rõ ràng hết sức tò mò. Siêu, siêu, siêu. Ngay tại Diệp Trần bọn người chờ đợi thời điểm, nơi xa, vậy mà tuần tự xuất hiện từng đạo bóng đen. Những bóng đen này từ đằng xa xông lại, từng cái rơi vào trước thần miếu phương, cùng Tần Phong bọn người đứng chung với nhau, một bên thấp giọng cô, một bên không ngừng đánh giá Diệp Trần. Hỏng bét, Diệp Trần đến đây thánh vực tin tức, làm sao sẽ bị nhiều người như vậy biết, bây giờ chạy tới người, sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều. Tần Tiêu Diêu cùng Tả Khâu Mi liếc nhau một cái, giữa lông mày lộ ra lo nghĩ thần sắc. Bởi vì giờ khắc này nơi xa đã bắt đầu không ngừng xuất hiện thánh vực cao thủ thân ảnh, những nhân khí này thế hung hung chạy tới, rõ ràng cùng Tần Phong bọn người một dạng, đối với Diệp Trần vị này thánh tộc tân nhiệm quân vương, mười phần không vừa mắt, cho nên mới cố ý chạy đến, muốn xem xét cho rõ ràng. Đám người chung quanh, càng ngày càng nhiều, hơn nữa nghe được Tần Phong đám người nói ra, những thứ này thánh tộc hậu nhân, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, cũng trở nên càng ngày càng băng lãnh. Đại trưởng lão còn thế nào chưa xuất hiện, nếu là lại trễ một hồi lời nói, tình thế sợ rằng sẽ không cách nào kiềm chế. Tần Tiêu Diêu gấp tại thần miếu cửa ra vào, đi tới đi lui đứng lên. Lúc này, trong thần miếu bộ, cuối cùng có một vị trẻ tuổi trưởng lão, chậm rãi đi ra. Vị trưởng lão này, nhìn qua giống như chỉ có hơn 30 tuổi, người mặc một thân bạch bào, nhìn qua rất có phong độ. Hắn từng bước một từ trong thần miếu đi ra, ánh mắt đã sớm đặt ở Diệp Trần trên thân. Nguyên giáp trưởng lão, đại trưởng lão phải chăng để chúng ta lập tức đi vào? Tần Tiêu Diêu nhìn thấy tên này trẻ tuổi trưởng lão, thần sắc lập tức buông lỏng mấy phần, tiến ra đón đạo. Vị này trẻ tuổi trưởng lão, tên liền kêu Tần Nguyên Giáp, niên kỷ cũng rất niên kỷ, đến nay cũng bất quá là hơn 100 tuổi mà thôi. Đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác chính đang thương nghị muốn thế nào ứng đối chuyện này, cho nên để cho ta đi ra, tạm thời chiêu đãi vị này Diệp Trần công tử. Tần Nguyên Giáp mỉm cười, thần sắc bình tĩnh đạo. Diệp Trần công tử, Tần Tiêu Diêu cùng Tả Khâu Mi lông mày lập tức nhăn lại. Chỉ là từ trên xưng hô, cũng có thể thấy được, vị này Tần Nguyên Giáp trưởng lão, căn bản không có mái chèo Trần xem như là thánh tộc người một nhà. Tất nhiên bất giác Diệp Trần là mình tộc nhân, lá kia Trần cái này thánh tộc quân vương thân phận, Tần Nguyên Giáp đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận. Đại trưởng lão đến cùng chuyện gì xảy ra, phía trước rõ ràng đã đáp ứng ta, Diệp Trần chuyến này, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tần Tiêu Diêu sắc mặt xanh xám, trong miệng nhìn không được gầm thét lên. Một bên gầm thét, Tần Tiêu Diêu nhanh chân hướng về phía trước, tựa hồ muốn vọt thẳng tiến trong thần miếu, tìm đại trưởng lão hỏi cho ra nhẽ. Răng rắc, thủ vệ tại thần miếu cửa bảy tên vệ sĩ, trong tay chiến kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo chói ánh mắt mang, ngăn cản ở Tần Tiêu Diêu trước mặt. Tiền bối, xin đừng nên để chúng ta khó xử. Bảy tên vệ sĩ, âm thanh bỗng nhiên, mang theo một cỗ không rõ uy thế. Tần Tiêu Diêu bị kiếm quang bước lui, thần sắc thay đổi càng ngày càng phẫn nộ. Cắn răng nói, ta nói phía trước thần miếu vì cái gì chưa bao giờ có vệ sĩ, hôm nay lại đột nhiên nhiều các ngươi bảy người, nguyên lai các ngươi hoàn toàn là vì nhằm vào chúng ta mà đến. Hít sâu một hơi, Tần Tiêu Diêu thần sắc, dần dần hòa hoãn lại.
Mặc dù chỉ là một tôn thánh đạo võ giả, nhưng mà Tần Tiêu Diêu dù sao cũng là mười mấy vạn năm trước nhân vật, tâm cảnh phương diện, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tần Nguyên Giáp, Tần Tiêu Diêu đạo, Nguyên Giáp trưởng lão, tất nhiên đại trưởng lão để cho ngươi đi ra chiêu đãi chúng ta, không biết ngươi dự định như thế nào chiêu đãi chúng ta ba người. Dù thế nào cũng sẽ không phải, muốn đem ba người chúng ta, trực tiếp nhốt vào trong lao ngục a. Đương nhiên sẽ không, Tiêu Giao tiền bối nói đùa. Tần Nguyên Giáp mỉm cười, đạo chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ là được, tin tưởng đại trưởng lão bọn người, rất nhanh liền có thể thương nghị ra kết quả. Nghe được Tần Nguyên Giáp nói tới, Tần Tiêu Diêu sắc mặt mặc dù vẫn như cũ khó coi, nhưng mà chung quy là thở dài một hơi. Nếu ngay cả Tần Nguyên Giáp vị trưởng lão này cũng nhằm vào Diệp Trần mà nói, tình huống kia nhưng là không xong. Tần Nguyên Giáp thần sắc đạm nhiên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, trên dưới quét mắt mấy lần, đột nhiên nói, vị này Diệp Trần công tử, tựa hồ niên kỳ cũng không phải quá lớn, chúng ta thánh vực đệ tử trẻ tuổi, đối với những khác địa phương thiên tài trẻ tuổi, thế nhưng là hướng tới đã lâu, bây giờ vừa vặn có rảnh, không bằng đại gia ngay ở chỗ này luận bàn một chút như thế nào. Luận bàn võ ký, Tần Tiêu Diêu vừa mới buông lỏng thần sắc, lập tức lại biến xanh xám, nguyên lai, ngươi đem ta nhóm chặn lại ở đây, chính là vì mục đích này. Thánh tộc quân vương, liền như là một cái vương triều hoàng đế. Thân là hoàng đế, đương nhiên phải có đầy đủ uy vọng cùng năng lực mới có thể ngồi vững vàng hoàng vị. Mà thân là thánh tộc quân vương, ngoại trừ uy vọng cùng năng lực bên ngoài, chủ yếu hơn là muốn có đầy đủ võ lực mạnh mẽ. Bao quát Tần Nguyên Giáp ở bên trong này một đám thánh tộc hậu nhân, rõ ràng thì không muốn thừa nhận Diệp Trần cái này thánh tộc quân vương thân phận. Cho nên, bọn hắn mới có thể hùng hổ dọa người như vậy, muốn bức bách Diệp Trần hòa bọn hắn giao thủ. Chỉ cần bọn hắn có thể đánh bại Diệp Trần, liền có thể hướng tộc nhân khác chứng minh, Diệp Trần căn bản không tư cách trở thành thánh tộc tân nhiệm quân vương. Thánh vực, cũng không cần một vị vô năng quân vương tới lãnh đạo. Không để ý đến Tần Tiêu Diêu tức giận gào thét, Tần Nguyên Giáp tiếng nói vừa ra, ở vào trước thần miếu phương Tần Phong, giống như lấy được chỉ lệnh đồng dạng, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, từng bước đi xử lý. Diệp công tử, chúng ta niên kỷ tương tự, cảnh giới tương đương, không bằng liền để ta tới lãnh giáo một chút, Diệp công tử võ ký. Mắt thấy Tần Phong đi ra, Tần Nguyên Giáp mỉm cười, hướng phía sau di động mấy bước, đem không gian nhường cho Diệp Trần hòa Tần Phong hai người. Đồng thời, Tần Nguyên Giáp vất tay đánh ra một cỗ lực lượng pháp tắc, trực tiếp đem Diệp Trần hòa Tần Tiêu Diêu tả khâu mi hai người, cô lập đứng lên. Tần Nguyên Giáp, các ngươi quá làm càn, Diệp Trần chính là thánh tộc quân vương lệnh thừa nhận đời tiếp theo quân vương, các ngươi dám can đảm dám đối với hắn vô lễ. Tần Tiêu Diêu bị loại biến cố này, tức đến run rẩy cả người, nhịn không được đưa tay chỉ Tần Nguyên Giáp mắng to đứng lên. Tần Nguyên Giáp lại tựa hồ như không thèm quan tâm Tần Tiêu Diêu mắng to, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ đạo, thánh tộc quân vương, tại mười mấy vạn năm trước, liền đã vẫn lạc, bây giờ, thánh vực chỉ có đại trưởng lão, không có thánh tộc quân vương. Một câu nói, nhưng Tần Tiêu Diêu cũng lại mắng không ra. Quả thật, Diệp Trần đích thật là bị quân vương lệnh công nhận thánh tộc quân vương, thế nhưng là cái này lại như thế nào, thân là thánh tộc quân vương, cũng không bị thánh tộc người thừa nhận, lá kia Trần cái này thánh tộc quân vương. Lại có ý nghĩa gì? Trừ phi, Diệp Trần có thể chứng minh tự thân, làm cho những này thánh tộc hậu nhân, triệt để tin phục hắn vị này quân vương tồn tại. Thế nhưng là, một mực ở vào chân linh trong thế giới Diệp Trần, như thế nào có thể là những thứ này thánh tộc hậu nhân đối thủ? Tần Tiêu Diêu cùng Tả Khâu Mi ánh mắt, tập trung ở Diệp Trần trên thân, thần sắc lập tức mở đi. Bây giờ bọn hắn đột nhiên cảm thấy, bọn hắn lần này mang Diệp Trần đến đây thánh vực, căn bản chính là một cái sai lầm. Từ vừa rồi bắt đầu, Diệp Trần thần sắc, một mực lộ ra mười phần bình tĩnh, liền xem như nhìn thấy Tần Tiêu Diêu cùng Tả Khâu Mi hai người bị khống chế lại, thần sắc của hắn cũng không thay đổi chút nào. Đây là thánh vực, những thứ này thánh tộc hậu nhân, bất mãn cũng vẻn vẹn một mình hắn, cho nên Tần Tiêu Diêu cùng Tả Khâu Mi hai người, cũng sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì. Bên tai nghe Tần Phong khiêu khích âm thanh, Diệp Trần ánh mắt, quay đầu quét mắt một mắt sau lưng thần miếu. Lấy thần đạo võ giả năng lực nhận biết, Diệp Trần vô cùng xác định, bây giờ trong thần miếu cái kia một đám trưởng lão, tuyệt đối có thể cảm giác được mình đến, nhưng là bọn họ nhưng lại không xuất hiện, chỉ là đẩy ra một cái trẻ tuổi nhất trưởng lão Tần Nguyên Giáp, nhường hắn tới làm khó mình. Cái này, có lẽ chính là chỗ này chút trưởng lão đối với mình vị này thánh tộc tân nhiệm quân vương thái độ. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Những trưởng lão này không chào đón Diệp Trần vị này tân nhiệm quân vương,
Kỳ thực loại tình huống này cũng không phải là khó có thể lý giải được. Thánh tộc quân vương đã tiêu thất mười mấy vạn năm, cái này mười mấy vạn năm bên trong, thánh vực một mực ở vào những trưởng lão này dưới sự khống chế. Bây giờ, đột nhiên bốc lên Diệp Trần cái này một vị thánh tộc quân vương, những trưởng lão này đương nhiên sẽ không cam tâm. Đương nhiên, đối với cái này thánh vực bên trong tất cả trưởng lão ý nghĩ, Diệp Trần căn bản vốn không quan tâm, hắn duy nhất quan tâm là cái kia vị đại trưởng lão ý nghĩ. Phía trước Tần Thích Trời đã nói qua, cái này vị đại trưởng lão chính là thánh vực bên trong uy vọng cao nhất người, ý nguyện của hắn có thể quyết định thánh vực bên trong tất cả thánh tộc hậu nhân lựa chọn. Cho nên, Diệp Trần nếu là muốn mượn nhờ thánh vực sức mạnh đi tới tiềm long thế giới lời nói, nhất định cần nhận được cái này vị đại trưởng lão đồng ý. Huống chi, cái này vị đại trưởng lão còn nắm giữ lấy quân vương làm bí mật. Tính toán, mặc kệ cái này vị đại trưởng lão nghĩ như thế nào, chỉ cần ta thể hiện ra đủ thực lực, tin tưởng hắn nhất định sẽ có chỗ quyết đoán. Diệp Trần trong lòng âm thầm thì thầm một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Tần Phong. Thời khắc này Tần Phong cũng sớm đã trở nên mặt mũi tràn đầy tức giận. Vừa rồi, hắn lấy được Tần Nguyên Giáp truyền âm, lòng tin tràn đầy đi ra, khiêu chiến Diệp Trần. Nào có thể đoán được, Diệp Trần vậy mà giống như không lọt vào mắt hắn đồng dạng, cứ như vậy ngây người ở trước mặt hắn, giống như đã sớm thất thần đồng dạng. Như thế bị người khinh thị, Tần Phong cảm giác có thể hảo mới là lạ. Diệp Trần, tiếp chiêu A. Mắt thấy Diệp Trần tỉnh táo lại, Tần Phong cắn răng một cái, lười nhác nói nhảm nữa, trong tay lấy ra một cái nạm bảy viên bảo thạch bảo đao, hướng về Diệp Trần chém tới. Đao chưa đến, một cỗ để cho người ta bùi ngùi rơi lệ bi thương khí tức đầu tiên buông xuống đến Diệp Trần trên thân. Trường hận đao quyết, Tần Phong trên thân, bây giờ đã tuôn ra một cỗ kinh thiên ngoan ý. Hận trời, hận đất, hận chúng sinh. Cực hạn hận ý, nhưng Tần Phong đao quyết, vô cùng đáng sợ, tựa hồ có thể đem hết thảy chặt đứt. Một đao này, ít nhất có gấp 5 lần lực lượng pháp tắc tiêu chuẩn. Diệp Trần hai mắt tỏa sáng, bị Tần Phong cái này kinh diễm một đao hấp dẫn. Chân linh thế giới, tất cả võ học đều rất cấp thấp. Liền xem như thần đạo cường giả, cũng rất ít có người có thể nắm giữ giống như là trường hận đao quyết bực này đáng sợ võ kỹ. Mà Tần Phong cái này thánh đạo cửu trọng thiên võ giả, mượn nhờ trường hận đao quyết, lại phát huy ra mạnh mẽ như vậy thực lực, hoàn toàn chính xác làm cho người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Một đao này sắp chém tới Diệp Trần trên người thời điểm, Diệp Trần mới vội vàng đứng dậy, lóe lên một chiêu này. Nhưng mà Tần Phong trường hận đao quyết, khí thế lại trở nên càng mạnh mẽ hơn, tốc độ cũng trở nên càng nhanh, lấy một cái xảo trá góc độ, lần nữa hướng về Diệp Trần chém tới. Tần Phong trường hận đao quyết, đi vốn là liên miên không dứt đường đi, thời gian rằng co càng dài, tình thế đối với Tần Phong lại càng có lợi, đánh bại Tần Phong, chỉ có thừa dịp Tần Phong chưa ra chiêu phía trước, thừa lúc vắng mà vào, cái này Diệp Trần cũng không biết điểm ấy, cho nên lần này thua không nghi ngờ. Đại đội trường hận đao quyết cũng chưa từng thấy, dạng này người, vậy mà cũng muốn làm chúng ta thánh tộc quân vương, đơn giản nực cười. Chờ Tần Phong đem kẻ này sau khi đánh bại, ta cũng muốn tự mình ra tay, nếm thử đem vị này chân linh thế giới thiên tài đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cảm giác. Thần miếu bốn phía, một đám thánh tộc hậu nhân nhìn xem Diệp Trần hòa Tần Phong giao thủ, xịt xào bàn tán đồng thời, từng cái khóe miệng mang tới ý cười. Liền vị kia Tần Nguyên Giáp trưởng lão, bây giờ trong đôi mắt cũng đồng dạng có khó che giấu nụ cười. Tuổi của hắn, cùng bốn phía cái này tuổi trẻ võ giả không kém nhiều, cho nên ý nghĩ của hắn, cùng cái này tuổi trẻ võ giả ý nghĩ cũng cực kỳ giống, căn bản vốn không thừa nhận Diệp Trần thân phận. Trên thực tế, tại trước đây hắn lần thứ nhất đã biết Diệp Trần vị này thánh tộc quân vương tồn tại sau đó, hắn liền đã nghĩ tới, muốn tìm cơ hội hung hăng giáo huấn Diệp Trần một trận. Loại ý nghĩ này, tại hôm nay thánh vực bên trong, cũng không hiếm thấy. Thánh tộc quân vương lại như thế nào? Trước kia, nếu không phải thánh tộc quân vương, thánh tộc ở vào chân linh thế giới tộc nhân, há lại sẽ tử thương hầu như không còn, cuối cùng tất cả đều chôn xác ám hải. Nếu không phải thánh tộc quân vương, bọn hắn những thứ này thánh tộc hậu nhân, há lại sẽ kéo dài hơi tàn, sinh tồn ở thánh vực một phương tiểu thế giới này bên trong, căn bản vốn không phải ra ngoài. Thánh tộc quân vương, cho thánh tộc mang tới, nếu đều là tai nạn, cái kia thánh tộc cần gì phải nhất định phải có một vị như vậy thánh tộc quân vương. Tần Nguyên Giáp thần sắc đạm nhiên, nhìn chằm chằm trước mặt Diệp Trần hòa Tần Phong một trận chiến, trong đôi mắt, lại cùng bốn phía khác trẻ tuổi võ giả một dạng, đang mong Tần Phong thắng lợi, mái chèo Trần dẫm ở dưới chân một màn xuất hiện.
Tần Phong đao quyết rực rỡ vô cùng, như thiên ngoại lưu tinh, đang nhấp nháy một khắc này, bộc phát ra uy lực cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, theo Tần Phong trên người hận ý càng ngày càng mãnh liệt, hắn đánh ra chiêu số, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu, Tần Phong chỉ có thể phát huy ra gấp 5 lần lực lượng pháp tắc ATK, nhưng mà theo thời gian dây dưa, lực công kích của hắn, vậy mà tại không ngừng đề thăng. Gấp 5 lần lực lượng pháp tắc. Gấp 6 lần lực lượng pháp tắc. Gấp 7 lực lượng pháp tắc. Tần Phong thực lực, cuối cùng vậy mà tăng lên tới 9 lần lực lượng pháp tắc trình độ, so với bắt đầu, cơ hồ tăng lên gấp đôi. Đao quang càng ngày càng rực rỡ, đám người chung quanh cũng càng ngày càng kích động. Quá mạnh mẽ, Tần Phong trường hận đao quyết, đã đến tiểu thành tình cảnh, nếu để cho hắn toàn lực thi triển, liền xem như tại chúng ta thánh vực thánh đạo trong võ giả, Tần Phong thực lực, cũng đủ để xếp tới trước ba, thậm chí có thể cạnh tranh tối cường thánh đạo võ giả xương hào. Ta trước đó nghe nói, chân linh thế giới võ đạo truyền thừa, tiêu chuẩn cực thấp, cái này Diệp Trần liền xem như lấy được chúng ta thánh tộc một tia truyền thừa, lại có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Không tệ, một người như vậy, cũng muốn coi chúng ta thánh tộc quân vương, đơn giản si tâm vọng tưởng, chờ lấy xem đi, Tần Phong lập tức liền đem tiểu tử này đánh răng rơi đầy đất. Bốn phía lời nói lạnh nhạt tiếng giễu cợt âm, không chút nào tiến hành che giấu, trực tiếp truyền vào Diệp Trần trong tai. Diệp Trần trên mặt, cũng không có chút biến hóa. Nhưng mà một bên Tần Tiêu Diêu cùng Tả Khâu Mi hai người, cũng đã sắc mặt hết sức khó coi. Trước kia, bọn họ đều là đi theo Tần Thích Thiên cùng một chỗ đi tới chân linh thế giới chinh chiến người, đương nhiên biết rõ, thánh tộc quân vương tại thánh tộc bên trong địa vị là bực nào sùng bái. Nhưng mà bây giờ, những thứ này thánh tộc hậu nhân, không những không đem Diệp Trần vị này thánh tộc quân vương coi ra gì, ngược lại việc quái gở bức bách. Nếu là hôm nay thật sự làm cho những này thánh tộc hậu nhân, mái chèo Trần cho đánh bại, cái kia thánh tộc quân vương danh vọng, sẽ gặp đả kích chí mạng. Thánh tộc sau đó, sợ rằng sẽ lại không quân vương. Dừng tay cho ta. Nghĩ đến những thứ này, Tần Tiêu Diêu cùng Tả Khâu Mi lập tức nhìn không được nghiêm nghị hô quát lên. Nhưng mà, tùy ý Tần Tiêu Diêu cùng Tả Khâu Mi gầm thét, bốn phía đám người, căn bản không có để ý tới bọn hắn. Dưới mắt những thứ này thánh tộc hậu nhân lập tức có thể mái chèo Trần đánh bại, như thế nào lại ở thời điểm này dừng tay. Tần Phong đao quyết, uy lực càng ngày càng mạnh, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có thể đụng tới Diệp Trần. Diệp Trần thân ảnh, liền giống như hoa gian hồ điệp đồng dạng, tại Tần Phong trong ánh đao, không ngừng xuyên qua, mỗi lần khi hắn sắp bị Tần Phong đánh trúng thời điểm, đều sẽ đột nhiên bộc phát, tốc độ cực nhanh tránh đi công kích. Bốn phía đám người, phần lớn không có thể nhìn ra Diệp Trần nội tình, thế nhưng là thân là thần đạo cường giả Tần Nguyên Giáp, lại nhíu mày. Quả thật, Tần Phong thực lực, đã bộc phát đến rồi cực hạn, thế nhưng là Diệp Trần cho đến nay, vậy mà chưa ra tay, chỉ là dựa vào thân pháp tốc độ, liền đem Tần Phong ngăn cản. Chẳng lẽ kẻ này am hiểu chính là thân pháp? Tần Nguyên Giáp thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tần Phong thi triển trường hận đao quyết, cùng Diệp Trần chiến rất lâu, mặc dù một mực chiếm thượng phong, thế nhưng lại chậm chạp không thể đánh bại Diệp Trần, cái này khiến trong lòng của hắn, dần dần phiền não, trong miệng càng là nhìn không được gầm rú đạo, ngươi còn phải hay không võ giả, chỉ biết là bốn phía trốn, liền chính diện một kích dũng khí cũng không có, đơn giản cùng chuột một dạng. Khích tướng. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, Tần Phong bây giờ, chính là muốn khích tướng Diệp Trần, nhưng Diệp Trần từ bỏ thân pháp ưu thế tốc độ, lựa chọn đối cứng hắn trường hận đao quyết. Diệp Trần sẽ trúng kế sao? Bốn phía tất cả nhìn ra điểm này người, trong lòng cũng là âm thầm thì thầm một tiếng. Nếu là đổi thành bọn hắn, bọn họ là tuyệt đối không chịu từ bỏ ưu thế của mình. Một bên Tần Tiêu Diêu cùng Tả Khâu Mi hai người, nhìn xem đang cùng Tần Phong dây dưa Diệp Trần, khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Bất ngờ là, Diệp Trần thực lực, vậy mà so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn, ít nhất chỉ là thân pháp này tốc độ, cũng đủ để có thể so với vậy thần đạo cường giả. Vui mừng chính là, lấy Diệp Trần cho thấy thực lực, chỉ cần không tự mình tìm đường chết, đầy đủ đem dưới mắt thế cục duy trì được. Tần Phong không cách nào đánh bại Diệp Trần, lá kia Trần thân là thánh tộc quân vương sự tình, liền vẫn có khả năng cứu vãn. Diệp Trần tính cách, luôn luôn cũng là chú ý cẩn thận, Tần Phong một chiêu này phép khích tướng, dùng tại Diệp Trần trên thân, xem như dùng lộn chỗ. Tần Tiêu Diêu cùng Tả Khâu Mi trong lòng hừ lạnh một tiếng, đối với Tần Phong cách làm, vô cùng khinh thường. Bọn hắn thế nhưng là tinh tường, Diệp Trần là như thế nào từng bước một từ chân linh thế giới tầng dưới chót nhất, đi đến hôm nay tình trạng này. Loại kinh nghiệm này,
đã chú định Diệp Trần căn bản sẽ không bị Tần Phong loại này tiểu hoa chiêu làm cho mê hoặc. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Trần căn bản sẽ không bị Tần Phong loại này tiểu hoa chiêu làm cho mê hoặc, liền Tần Phong chính mình cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cho nên mới không thể không lên tiếng khiêu khích Diệp Trần, muốn chọc giận Diệp Trần, nhưng Diệp Trần thay đổi phương pháp chiến đấu. Nhưng mà Tần Phong trong lòng cũng rất rõ ràng, loại này cho trẻ con khiêu khích, có thể cũng sẽ không có tác dụng. Mặc dù biết rõ như thế, nhưng mà Tần Phong trong miệng vẫn không ngừng chào phúng Diệp Trần. Đối với hắn mà nói, liền xem như không cách nào đánh trúng Diệp Trần, cũng muốn hung hăng chào phúng Diệp Trần một trận, hảo phát tiết trong lòng oán khí. Đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi. Đột nhiên, Diệp Trần mở miệng nói. Tần Phong hừ lạnh nói, ngươi cuối cùng mở miệng nói chuyện, ta còn tưởng rằng, ngươi cái này tự xưng thánh tộc quân vương gia hỏa, căn bản chính là một cái câm điếc đâu. Có phải hay không câm điếc không quan hệ, nhưng mà ngươi nếu là chỉ có chút thực lực ấy mà nói, vậy ngươi có thể đi xuống. Diệp Trần ngữ khí đạm nhiên, phảng phất căn bản không có đem Tần Phong để vào mắt đồng dạng. Diệp Trần loại giọng nói này, nhưng Tần Phong có chút nổi trận lôi đình, nói mạnh miệng ai không biết, có bản lĩnh, ngươi trước đánh bại ta lại nói. Hảo, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng, ngoài tất cả mọi người dự liệu, Diệp Trần thân ảnh, tại thời khắc này vậy mà trong nháy mắt dừng lại. Quân vương thánh kiếm, xuất hiện ở Diệp Trần trong tay. Kiếm một, Diệp Trần trường kiếm trong tay, hướng về phía Tần Phong đâm tới. Một kiếm này, phổ thông đến cực điểm, chính là một chiêu đâm thẳng. Nhưng mà Tần Phong sắc mặt, lại tại giờ khắc này đại biến. Miễn cưỡng đem trong tay trường đao, quay người lại che trước mặt mình, Diệp Trần trong tay quân vương thánh kiếm, thì vừa vặn đâm vào Tần Phong lưỡi đao phía trên. Răng rắc, Tần Phong trường đao trong tay, trong nháy mắt biến nát bấy, Tần Phong bản thân, càng là ầm vang bay ngược ra ngoài, bay ra ngoài xa ba trượng. Tiếp đó hung hăng nện ở trên mặt đất ném ra một đạo rãnh sâu hoắm. Bại. Tần Phong vậy mà liền như thế bại. Bốn phía đám người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Vừa rồi, rõ ràng là Tần Phong chiếm hết thượng phong, Diệp Trần mới vừa vặn phản kích một chiêu, làm sao lại sẽ đem Tần Phong cho đánh bay ra ngoài, cái này há chẳng phải là nói, Tần Phong căn bản liền Diệp Trần một chiêu cũng đỡ không nổi. Cái này, làm sao có thể? Diệp Trần thực lực của hắn, đã vậy còn quá mạnh, liền kiếm điển cũng bắt đầu tu hành, hơn nữa tựa hồ đã tu hành đến rồi kiếm một nửa đoạn sau. Tần Tiêu Diêu cùng Tả Khâu Mi hai người, bây giờ đầu tiên là ngạc nhiên, trợn mặt mũi tràn đầy thần sắc mừng như điên. Diệp Trần nhưng là bọn họ trong lòng công nhận thánh tộc quân vương, cho nên Diệp Trần thực lực càng mạnh, bọn hắn lại càng hài lòng. Cái tiếp theo, ai còn tới? Diệp Trần một chiêu đánh bại Tần Phong, phảng phất chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể một dạng, ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía đám người, ngữ khí lạnh nhạt nói. Bốn phía những thứ này thánh tộc hậu nhân, hôm nay tề tụ ở đây, vốn là muốn cùng Diệp Trần một hạ mã uy. Kết quả, bây giờ chẳng những không có chế trụ Diệp Trần, ngược lại nhường Diệp Trần một người, đem bọn hắn toàn bộ áp chế lại. Cuồng vọng, ta tới chiến ngươi. Ta tới. Đám người chung quanh, yên lặng phút chốc. Chợt vang lên một hồi tiếng ông ông âm. Ở nơi này lan truyền thanh âm bên trong, mấy đạo thanh âm tức giận, ngay sau đó vang lên. Đồng thời, mấy đạo thân ảnh thẳng bay ra, lại là 6 tên thực lực đạt đến nửa bước thần đạo danh giới trẻ tuổi thánh tộc thiên tài. Thánh tộc nắm giữ hoàn chỉnh võ học truyền thừa, cho nên chỉ cần thực lực đạt đến thánh đạo cửu trọng thiên, rất dễ dàng trở thành nửa bước thần đạo cường giả. Điểm ấy, so với chân linh thế giới cần phải mạnh hơn nhiều. Diệp Trần, đừng tưởng rằng đánh bại một cái Tần Phong, liền có thể tại ta thánh tộc diễu võ dương oai. Lục danh thánh tộc hậu nhân, sắc mặt âm trầm, lộ ra hùng hổ dọa người. Các ngươi muốn khiêu chiến Diệp Trần, chẳng lẽ muốn như ong vỡ tổ đi lên vây công Diệp Trần, nếu là như vậy, thánh tộc mặt mũi, sợ rằng sẽ bị các ngươi mất hết. Tần Tiêu Diêu sắc mặt băng lãnh, lớn tiếng hô quát đảo. Quả thật, hôm nay những thứ này thánh tộc hậu nhân, là vì giáo huấn Diệp Trần mà đến. Nếu là bọn họ liều lĩnh vây công Diệp Trần, dù cho là đánh bại Diệp Trần, cũng không tính được giáo huấn, ngược lại sẽ trên mặt mình tối tăm. Hừ, chúng ta đương nhiên không đến mức làm vậy, đợi chút nữa làm nên chuyện, kế tiếp, ta tới trước cùng vị này Diệp công tử một trận chiến. Lục danh thánh tộc hậu nhân, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong đó một tên nam tử trẻ tuổi, từng bước đi xuất đảo. Diệp Trần ánh mắt ở nơi này lục danh thánh tộc hậu nhân trên thân đảo qua. Khóe miệng đột nhiên xuất hiện một tia nghiền ngẫm nụ cười nói, không cần,
Ta không có nhiều thời gian như vậy ở đây bồi tiếp các ngươi chơi, cho nên các ngươi vẫn là cùng tiến lên đến đây đi. Cái gì? Cái này Lục Danh Thánh tộc hậu nhân, lập tức tất cả đều sửng sốt, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Một bên đông đảo thánh tộc hậu nhân, cũng đồng dạng sửng sốt. Liền Tần Tiêu Diêu cùng Tả Khâu Mi hai người, cũng giống như thế. Cuồng nhân, cái này Diệp Trần, chính là một cái chính cống cuồng vọng chi đồ, một người như vậy, lại có thể nhận được thánh tộc quân vương làm truyền thừa, khó trách, trước kia thánh tộc sẽ ở đời thứ ba quân vương dẫn đầu dưới thảm bại, có dạng này quân vương, thánh tộc lại há có thể bất bại. Tần Nguyên Giáp nhìn chằm chằm dự định lấy một địch sáu Diệp Trần, ánh mắt bên trong lộ ra nồng nặc địch ý. Người khác không biết, nhưng mà Tần Nguyên Giáp chính mình lại tin tưởng. Vừa rồi, đại trưởng lão trên thực tế là nhường hắn ra nghênh tiếp Diệp Trần vị này thánh tộc quân vương, thế nhưng là Tần Nguyên Giáp thực sự không cam lòng Diệp Trần vị này tân nhiệm thánh tộc quân vương, cho nên mới tự tác chủ trương, mái chèo Trần chặn lại, hảo cho Tần Phong bọn người đầy đủ thời gian, hung hăng giáo huấn Diệp Trần một trận. Bây giờ mắt thấy Diệp Trần cuồng vọng như thế, Tần Nguyên Giáp càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Thánh tộc quân vương, sớm đã là lỗi thời đồ chơi. Bây giờ thánh tộc, căn bản không tất yếu dù có được quân vương tồn tại. Quá cuồng vọng, ngươi trước đánh bại ta lại nói. Cái kia sáu tên trẻ tuổi thánh tộc hậu nhân, nghe nói Diệp Trần nói tới, đầu tiên là ngây ra một lúc, chợt giận tím mặt. Diệp Trần lời này, thật sự là có chút quá coi thường người. SVD giết. Vừa rồi đi ra cái kia danh thánh tộc hậu nhân, trên thân đột nhiên toát ra một tầng giống như lụa mỏng vậy cực nóng hỏa diễm. Ở tầng này ngọn lửa bao phủ xuống, thân ảnh của hắn, tha rời từng đảo hư ảnh, hướng về Diệp Trần đánh tới. Diệp Trần cầm trong tay quân vương thánh kiếm. Thần sắc bình tĩnh như trước vô cùng, thân ảnh nhoáng một cái, trong tay đánh ra từng đạo kiếm quyết, không những đem cái này danh thánh tộc hậu nhân bao phủ trong đó, liền phía sau hắn cái kia năm tên dự định xem cuộc chiến thánh tộc hậu nhân, cũng đồng dạng bị Diệp Trần quấn vào vòng chiến đấu bên trong. Lấy một địch sáu, Diệp Trần vậy mà thật sự lựa chọn làm như vậy. Bốn phía đám người, nhìn xem một màn này, phần lớn sắc mặt âm trầm vô cùng. Cái này Diệp Trần, có phần cũng quá cuồng vọng. Còn muốn một thân một mình, đem chúng ta thánh tộc ưu tú nhất người trẻ tuổi toàn bộ đánh bại. Chờ hắn đụng đầu phá máu chảy, liền biết sự ngu xuẩn của mình. Bây giờ là hắn nhất định phải một thân một mình khiêu chiến Tần Vũ sáu người, liền xem như bị đánh bại, cũng là tự làm tự chịu, chẳng trách người khác. Diệp Trần cuồng vọng, làm cho những này thánh tộc hậu nhân, bất mãn hết sức. Thế nhưng là cũng có cực ít một nhóm người, bây giờ trong đôi mắt lập lòe khác thường hào quang. Thánh tộc quân vương, hẳn là thánh tộc bên trong, nhất là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Nhân vật như vậy, tựa hồ nên giống như là trước mắt Diệp Trần như vậy, nắm giữ nghênh chiến hết thảy hào khí. Đương nhiên, những lời này bọn hắn cũng chỉ dám ở thầm nghĩ trong lòng, căn bản không dám nói ra. Tần Tiêu Diêu cùng Tả Khâu Mi hai người, tâm tình vào giờ khắc này, giống như là 15 cái thùng treo múc nước, bất ổn. Vừa rồi, Diệp Trần bộc phát thực lực, đánh bại Tần Phong. Bọn hắn còn đến không kịp cao hứng, liền thấy Diệp Trần một thân một mình, đem cái này Lục Danh Thánh tộc hậu nhân, toàn bộ vòng vào chiến đấu. Cái này khiến Tần Tiêu Diêu hai người, trong lòng 10 phần bất đắc dĩ. Loại thời điểm này, giống như là Diệp Trần dạng này, hào khí vô song, bày ra mình thực lực, tất nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu là một cái không ổn, biến khéo thành vụng, bại bởi những thứ này Thánh tộc hậu nhân, lá kia Trần mặt mũi sẽ phải vứt sạch. Diệp Trần cử động lần này, vẫn là quá cấp tiến một chút. Tần Tiêu Diêu cùng Tả Khâu Mi trong lòng, thầm than một tiếng, lại cũng chỉ có thể ở trong lòng khẩn cầu, Diệp Trần chờ sau đó không muốn bại quá thảm. Oanh! Diệp Trần tay phải cầm kiếm, đánh ra từng đạo kiếm quyết, mà tay trái nhưng cũng tùy ý vung vẩy, Diệp Thần chỉ cùng rất nhiều lôi pháp, tuần tự đánh ra, ngăn cản bên trái địch nhân. Diệp Trần cảnh giới, cùng trước mặt những thứ này thánh tộc hậu nhân tương đương. Mà chút thánh tộc hậu nhân, từ nhỏ tiếp nhận thánh tộc truyền thừa, bản thân thực lực, so với mượn nhờ Yggdrasil tu hành Tô Nhu Anh bọn người, còn phải mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt dạng này sáu tên đối thủ, Diệp Trần lấy một địch sáu, đích xác có chút miễn cưỡng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Diệp Trần liền bị áp chế ở hạ phong. Mặc dù như thế, Diệp Trần trên người chiến ý, lại theo chiến đấu, biến càng ngày càng mãnh liệt. Cái này, mới thật sự là chiến đấu. Diệp Trần trong đôi mắt, bây giờ tựa hồ chỉ còn dư trước mặt sáu tên đối thủ. Giống như là như bây giờ vậy niềm vui tràn trề một trận chiến, Diệp Trần khát vọng đã lâu.
Kể từ hắn lấy được thần linh truyền thừa, một thân thực lực, tất cả đều đến từ thần linh bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực mang đến thực lực mặc dù cường đại, thế nhưng là Diệp Trần nhưng lại chưa bao giờ từng có giống như là như bây giờ, chiến thoải mái vô cùng cảm giác. Cốt bởi, thần linh trong cơ thể bản nguyên chi lực, chính là lực lượng ngoại lai, cũng không phải là võ giả tự mình tu luyện đi ra ngoài. Cái này rất giống, một phàm nhân, cầm trong tay một cái thổi tóc tóc đứt bảo kiếm phong lợi, có thể chặt đứt hết thảy, cho nên tên phàm nhân này, mượn nhờ bảo kiếm, đủ để đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng mà liền xem như bảo kiếm sắc bén đi nữa, tên phàm nhân này bản thân, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại có thể sẽ dẫn đến tên phàm nhân này triệt để ỉ lại bên trên thanh bảo kiếm này. Diệp Trần có thể như thế nhẹ nhõm thoát khỏi thần linh chi thân, cực kỳ trọng yếu một điểm nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn trở thành thần linh thời gian quá ngắn, chưa đối với thần linh bản nguyên chi lực sinh ra ỉ lại. Mà Diệp Trần bây giờ cùng người chiến đấu, vận dụng, tất cả đều là mình tân tân khổ khổ trên tu hành tới sức mạnh. Chỉ dùng dũng sức mạnh của mình cùng người chiến đấu, mới sẽ đem Diệp Trần toàn thân tiềm lực, đều kích thích ra. Diệp Trần thực lực, nguyên bản vốn đã đạt đến 13 lần lực lượng pháp tắc trình độ. Đã trải qua tự thân thành thần, tiếp đó lại phân thân cái này rất nhiều sự tình sau đó, Diệp Trần đối pháp thì cảm ngộ, đối tự thân trưởng khống, đối với kiếm điển lĩnh ngộ, tất cả đều có 10 phần tiến bộ. Cho nên Diệp Trần thực lực, so với trước đây, còn muốn càng mạnh hơn. Lại thêm, hôm nay Diệp Trần, thế nhưng là nắm giữ thánh thể tồn tại, thánh thể uy lực, cho tới bây giờ, Diệp Trần còn chưa đem bày ra. Bất quá Diệp Trần cũng không phải không có nhược điểm, hắn vừa mới đã trải qua linh hồn phân liệt, hôm nay linh hồn cảnh giới, đã sớm từ linh hồn thành thần cảnh giới rơi xuống. Cho nên bây giờ, đúng là hắn linh hồn nhất là suy nhược thời điểm. Hết tập 145.